Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất của một Phật tử có gửi lên hỏi thế này: Kính bạch Thầy, con tên là Phạm Văn Dương ở tỉnh Hải Dương. Bố của con là Phạm Văn Cẩm, năm nay 69 tuổi. Bố con đã xuất gia được 20 năm. Việc bố con xuất gia, cả nhà con không ai phản đối, con còn rất ủng hộ. Tuy nhiên, bố con lại đi theo con đường tu hành kham khổ, hành xác để giải thoát sinh tử. Hàng ngày, bố con ăn rất ít, đồ ăn toàn rau, thậm chí không cả cho muối. Bố con từ người cân nặng 70kg mà giờ chỉ còn khoảng 35kg. Sức khỏe rất yếu. Bố con đã 2 lần nhập viện cấp cứu cắt dạ dày do ăn uống kham khổ. Bác sĩ mọi người can ngăn nhưng ông đều không nghe. Gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Con rất thương bố nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ cho bố con. Xin Thầy cho con hỏi. Một, tu đến giải thoát sinh tử là tu thế nào ạ? Hai, bố con xác định tu hành kham khổ như vậy có đúng không, có cần thiết không ạ? Ba, gia đình con phải làm gì để giúp đỡ bố con ạ? Hiện tại con rất cần lời giảng dạy của Thầy về trường hợp của bố con. Nếu được, con mong Thầy có thể đưa vào chương trình trả lời online để con có thể mở trực tiếp cho bố con và cả gia đình cùng xem. Con nghĩ chỉ có Thầy mới giúp đỡ được cho gia đình nhà con. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Đây là một câu hỏi của ông chú tên là Phạm Văn Dương ở tỉnh Hải Dương. Chú hỏi về trường hợp của bố của chú. Thì bố chú Dương thì đã xuất gia, năm nay là 69 tuổi rồi, cũng tu được 20 năm rồi, cũng khá là lâu rồi. Nên thì chú hỏi chừng bố chú đi tu, nhưng mà bố chú thì bảo là tu cho đến giải thoát sinh tử và tu bằng cách là hành xác, rất kham khổ, chỉ ăn rau và thậm chí không ăn muối. Đó. Và người thì sa sút sức khỏe từ 70 cân còn có 35 cân thôi, rồi đến nỗi phải nhập viện mất mấy lần, gia đình rất lo lắng. Thế thì bây giờ, thứ nhất thì mấy cái câu hỏi của chú Dương này, Thầy xin trả lời thế này. Thì nói luôn về cái việc thứ nhất là cái việc tu tập của bố chú Dương. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rồi, Đức Phật của chúng ta đấy, tức là khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài mới xuất ra đi tu, Ngài cũng đi tu hết các pháp tu của ngoại đạo. Trong đó có những cái pháp tu rất khổ, gọi là hành xác cực khổ. Ngài đã 6 năm khổ hạnh, ăn một ngày một hạt mè, một hạt lạc, rồi có khi ăn phân bò, ăn phân trâu, nằm ngủ trên trông, trên đá, lấy xương, lấy roi, lấy gậy đập vào thân, quất vào thân, hành thân hoại thể rất khổ. Rồi trồng ngược người lên, gọi là trồng cây chuối, rồi đứng một chân, rất là khổ nhiều thứ. Qua tất cả những cái năm tháng khổ hạnh ấy rồi, thân thể Ngài tiêu tụy rồi, từ một thanh niên cường tráng, đẹp đẽ, Thái tử Tất Đạt Đa đẹp lắm đại chúng, cường tráng, đẹp đẽ, mà cuối cùng trở thành một bộ xương khô gầy, lông tóc nó rụng hết. Ngài bảo Ngài sờ vào cái xương vè đằng trước thì lại túm được cái xương vè đằng sau. Đấy. Hai con mắt nó trụng hoáy xuống như hai cái giếng hố sâu thăm thẳm. Đó. Thân thể tay chân rời rạc ra. Đó. Khổ hạnh đến như vậy. Đi đứng không vững. Lúc này thì Ngài mới thấy là càng tu như thế thì chân lý lại càng xa rời, không thấy chân lý đâu. Đầu óc càng tối tăm. Nghe không? Và Ngài mới giác ngộ ra. Khi mà sau khi mà Ngài ngã ra bất tỉnh do khổ quá, cơ thể nó bị suy dinh dưỡng cùng kiệt. Đấy, từ một thanh niên trai tráng như vậy mà còn mỗi bộ xương. Đấy, đại chúng nhìn cái bức tranh gọi là tranh tuyết xương đấy, hay là bức tượng tuyết xương đấy, cái góc kia kìa. Đó. Ở trong chùa nào thường cũng có cái pho tượng tuyết xương.
chính là thể hiện cái lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh. Thế thì Ngài mới ngã ra bất tỉnh, gần như chết ấy. May sao mà có cô thôn nữ, tức là cô Sujata đấy, cô đến, cô dâng lên một bát cháo sữa và cô phải nâng Ngài dậy, cô mở miệng răng, cô đổ sữa vào miệng, Ngài mới tỉnh được đấy. Và khi mà hút bát cháo sữa xong thì cơ thể nó bao nhiêu ngày đói khổ, nó được phục hồi, nghe không? Ngài tỉnh táo ra, lúc ấy Ngài mới giác ngộ ra, à, khổ hạnh hành thân hoại thể không phải là con đường đúng đắn để dẫn chúng ta đến giác ngộ chân lý. Lúc này Ngài mới thấy phải tu trung đạo. Trung đạo nghĩa là không có cực đoan, không thái quá, không quá khổ hạnh hành thân hoại thể, nhưng cũng không được đam mê thỏa mãn trong dục lạc. À, nếu mà giờ lại quay về ăn chơi đầy đủ ngũ dục trác táng thì lại hỏng, không tu được. Và phải giữ trung đạo, nghĩa là nuôi cái thân này vừa đủ. Và từ đó Ngài quyết định thực hành cái phương pháp trung đạo này. Và Ngài đi khất thực xin ăn, ăn đầy đủ bữa trưa. Sau đó sức khỏe của Ngài phục hồi trở lại. Rồi Ngài đến gốc cây Bồ Đề, Ngài tọa thiền. Lúc ấy là cơ thể của Ngài được hồi phục trở lại rồi đấy. Ngài mới đến Ngài tọa thiền ở đó. Và sau đó thì Ngài vào thiền trong 49 ngày. Rồi tâm Ngài an định và bừng sáng, Ngài chứng đạt chân lý tối hậu, thành Phật. Và sau đó thì Ngài nói rất rõ, và con đường trung đạo mới là con đường dẫn chúng ta đến giác ngộ, không lệch lạc bên nào. Cũng như giống như Thầy nói cái, đây, cái đường phía trước này đây, ta cứ đi chính giữa thì ta đi thẳng ra ngoài cửa, còn nếu ta lệch sang bên này là ta vấp vào người, lệch sang này vấp người kia, không được, không đến nơi được. Cho nên trung đạo là con đường của Phật Pháp. Người đệ tử Phật phải biết sống trung đạo, và không lệch lạc, không thái quá. Cho nên cái việc mà sống ép xác khổ hành không đúng tinh thần đạo Phật. Cho nên việc mà chú sư Phạm Văn Cẩm đấy, thầy không nhớ pháp danh là gì, mà tu mà khổ hạnh đến như thế này, ăn tí rau thôi, không cả ăn muối, và hành thân rất khổ, từ 70 cân còn 35 cân. Cái người từ 70 cân còn 35 cân thì tôi biết nó gầy còn xương không? Đấy, ngoài đạo họ cũng nghĩ thế đấy, họ nghĩ là đi tu là phải ép xác này cho thật khổ vào. Vâng, ép xác thật khổ, bảo ép cái nó khổ như thế thì cái hồn của mình nó mới thoát ra được. Gọi là ép đấy, để cho nó, gọi là nó ép cho nó bật cái hồn ra để giải thoát. Họ nghĩ thế. Cho nên họ tra tấn cái thân này kinh lắm, đánh đập thân thể rất khổ. Họ nghĩ là thế là giải thoát. Họ cho cái thân này là tội lỗi, cho nên đánh nó, tra tấn nó, hành thân hoại thể mà, để cho mình được giải thoát. Sai lầm hoàn toàn, thưa đại chúng. Cái này là sự thật. Khi chúng ta thường hay mắc cái bệnh thái quá, ở ngoài đời thì ăn chơi trác táng quá, đến khi mà gặp Phật Pháp, nghĩ đến chữ tu thì lại tu hăng quá, phải không? Hăng tu quá, cho nên lại thật khổ, phải không? Ăn cơm với muối không thôi, cho nó thật khổ để cho nó đắc đạo. Không phải. Các đại đức nhà mình, ấy, Thầy nói cũng là tu, cũng là khổ đấy, nhưng không phải là cái khổ thái quá. Ngày ăn một bữa vào rừng tu tập, nhưng đại đức không đến nỗi, đại chúng nhìn đấy, các đại đức không đến nỗi là dơ xương, vè xương sườn ra, nghe không? Phải có đủ cái sức khỏe, thể chất mới đắc đạo được. Và người ta gọi là gì? Một tinh thần sáng suốt phải trong một cơ thể lành mạnh. Một cái cơ thể mà còm cõi uật quẹo, hoàng suy dinh dưỡng, khó có một cái tinh thần sáng suốt được lắm. Đấy là sự thật. Cho nên sức khỏe cũng là cần thiết đối với người tu. Ốm yếu, đau đớn, khó tu lắm, thưa đại chúng. Phải không? Nguyên cái đau đấy, để mình chiến đấu với cái đau đã chết dở rồi, làm sao còn định tĩnh tâm được nữa. Nghe không? Đấy. Muốn mà tư duy quán chiếu cái gì mà nó đau quá, chỉ nhớ thấy cái đau này thôi, làm sao mà đắc đạo mà tu. Nha. Cho nên ý, việc giữ cho thân thể chúng ta nó lành mạnh, nó khỏe khoắn,
là rất cần thiết. Và chúng ta có thể tôi luyện, rèn luyện thân thể, tập mưa, tập nắng này khác để cho thân thể được tôi luyện cho nó khỏe mạnh. Cái đó là cần thiết. Nhưng ta không được hành khổ nó mà hủy hoại nó là sai lầm. Nhá. Cho nên cái việc tu hành quá khổ hạnh và hành thân hoại thể là sai lầm với Phật Pháp, không thể chứng đạt chân lý tối hậu được. Cho nên nếu mà hành như là bố của chú Dương thế này thì Thầy nghĩ là đã hơi thái quá rồi. À, chỉ ăn mấy lá rau rồi không cả ăn muối nữa. Cơ thể nó phải có muối, không ăn nhiều nhưng mà ăn cũng phải có muối. Nghe không? Đó. Chúng ta thấy đấy, cái năm 45 chúng ta đói quá, chết như ngả dạ đấy. Phải không? Đói quá, chết đấy. Đó. Thế cho nên là đói quá mờ hết cả mắt, mờ cả trí, làm sao mà sáng tâm mà tu đạo được nữa. Nghe? Cho nên các cụ nói thế này không phải sai đâu. Có thực mới gì? Vực được đạo. Có thực là có ăn thì mới có tu. Đức Phật ngày xưa cũng thế. Ngài chuẩn bị thuyết pháp mà có một cái ông Phật tử này, ông đi cày về, ông đói quá rồi nhưng ông cũng thấy Phật thuyết pháp, ông vẫn hoan hỷ, ông vào để ông nghe pháp. Thế nhưng vào thì Phật biết ông này đi cày chưa được ăn trưa, đói quá. Phật bảo đại chúng đang đợi đó, cho ông đi ăn cơm đã. Ăn cơm no rồi ông vào ông ngồi nghe pháp mới được chứ. Chứ còn đói quá ngồi nghe pháp thì nghe như thế mà nó không vào lỗ tai được, cái bụng nó cứ réo ong ọc ấy, làm sao mà pháp vào tai được, nghe không? Cho nên có thực mới vượt được đạo. Đói quá, khổ quá không tu được đạo. Nha. Chư tăng Phật còn dạy này. Các ông ấy, ở đâu cũng thế. Cái chỗ mà ăn uống có đủ, nghe không? Đi khất thực được dễ dàng thì cái đó là cái điều tốt. Chỗ nào mà khất thực khó khăn quá là chư tăng cũng không thể ở mà tu được. Nghe không? Cho nên Phật dạy chúng ta phải trung đạo nhé, không được hành thân hoại thể, không phải hành xác mà đắc đạo được. Đạo ở tại tâm, tâm phải sáng mới thấy được đạo nhé. Cho nên nói thế, chùa Ba Vàng chúng ta vẫn có chương trình cho chư tăng rèn luyện sức khỏe. Thầy cũng có nhà để cho chư tăng tập thể dục, tập sức khỏe đấy, chứ không phải không đâu. Rèn luyện. Và Phật tử cũng thế, Thầy nói đệ tử của Phật phải là khỏe, phải lành mạnh, phải khỏe. Chứ không phải nhìn thấy Phật tử ai cũng còm nhom xanh rớt như thế này ạ. Không ai ta muốn làm Phật tử nữa đâu. Phật tử phải khỏe, phải lành mạnh nhé. Phải có chương trình một cái lối sống lành mạnh, khỏe khoắn, sáng suốt. Và như thế chúng ta tu mới tiến đạo được. Có phải không? Đấy là cái thứ nhất nhé, để Thầy nói để cho bạn Phạm Văn Dương nói cho bố nghe, biết rõ nếu mà tu mà nghĩ rằng hành thân hoại thể thật khổ sẽ đắc đạo mới giải thoát là sai lầm. Phải sống làm sao cho thân thể nó khỏe mạnh. Có bệnh thì vẫn phải chữa. Người tu không phải không có bệnh, đấy là nghiệp. Ai cũng còn nghiệp báo dư cả. Chúng ta phải chữa bệnh, phải uống thuốc, phải tập luyện để cho nó được khỏe mạnh. Nghe không? Chứ hành thân hoại thể thật khổ không phải. Các Phật tử rõ chưa? Đó, đấy là cái Thầy nghĩ là Thầy trả lời câu hỏi này là trả lời luôn cả cái câu hỏi thứ nhất của Phạm Văn Dương, hỏi là tu đến giải thoát sinh tử là tu thế nào? Nghe không? Tu đến giải thoát sinh tử là khi nào anh tu luyện mà tâm anh sạch tất cả các bợn nhơ, nhá, không còn lậu hoặc nữa thì là giải thoát sinh tử. Hết phiền não là giải thoát. Tu mà bao giờ tâm không còn phiền não tức là giải thoát vậy đấy. Phiền não là trói buộc, hết phiền não là giải thoát. Cho nên các cụ mới nói là gì? Phiền não tận thì tức là Bồ Đề, hết phiền não tức Bồ Đề. Nghe không? Trong lòng lúc nào chẳng phiền não với ai. Ai mắng mình cũng hoan hỉ, ai chửi mình cũng vui, vui vẻ, không giận, không thù, cứ nhẹ như lông hồng ấy. Nghe không? Đấy cũng là giải thoát đấy. Mắng chửi bát phong thổi đến mà cứ vững vàng, không có bị phiền não trong lòng là giải thoát. Đấy, hỏi tu đến giải thoát này, tu đến khi nào hết phiền não là giải thoát. Đó. Còn tất nhiên phiền não ấy, còn chấp một cái gì đều là phiền não hết. Chấp rằng phải khổ mới đắc đạo cũng là phiền não đấy, cũng là một cái chấp nhé. Gia đình con phải làm thế nào để giúp đỡ cho bố con? Như đây,
thì gia đình làm thế nào bây giờ, nghe không? Bố mình đi tu, bây giờ phải làm sao cho bố giác ngộ ra. Đấy thì hôm nay cái bài nói chuyện này của Thầy, làm sao truyền tải để cho bố nghe được. Thế rồi các con đến thì cũng phải phân tích để cho bố thấy, nghe không? Rồi nhiều khi thế này, bố đi tu thì có thể con cái này không quan tâm nữa, cho nên bố nhiều khi cũng cực đoan một tí đấy. Cho nên con cái phải chịu khó đến, rồi lân mẫn, rồi động viên nhé, để cho bố. Thầy thì ngày xưa Thầy cũng có biết cái chú Cẩm này cũng có đến đây với Thầy một thời gian ngắn. Đấy, sau đó thì chú đi xuất gia, chú tu ở chùa khác, ở nơi khác. Thế thì động viên tinh thần cho bố, nghe không? Cho nên ở đây thưa đại chúng, người tu rất quan trọng là chính kiến tu tập. Cho nên Đức Lục Tổ mới dạy, chính kiến gọi là xuất thế, tà kiến là thế gian. Nghe không? Có chính kiến trong việc tu tập thì mình đã cơ bản có cái gốc giải thoát rồi đấy. Còn tà kiến thì tu thế nào cũng vẫn đọa lạc. Đại chúng nhớ, nghe không? Tà kiến hiểu sai rồi rất là nguy hiểm. Cho nên trong nhà thiền các thầy có câu là gì? Thà 1.000 năm không giác ngộ nhưng mà đừng để 1 phút bị sai lầm. Nghe không? Thà rằng 1.000 năm mình chưa giác ngộ chân lý nhưng đừng để 1 phút sai lầm. 1 phút sai lầm nó cứ dẫn mình đi mãi, lệch mãi và lệch mãi. Đấy, chúng ta thấy đi đến cái ngã ba mà ta rẽ nhầm đường một cái nào, mà lại càng lao nhanh thì lại càng đi xa, càng lạc xa, đúng không? Thì đường đạo cũng thế, phải chính đạo, chính kiến tu hành rất quan trọng. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Phạm Văn Dương như vậy. Thầy cũng mong rằng qua cái phần trả lời này của Thầy, nếu mà Dương chuyển đến được cho bố của Dương xem, nghe, thì hy vọng bố con sẽ giác ngộ chuyển tâm để tu hành cho nó đúng trung đạo, đúng chính pháp, được lợi lạc ngay trong đời này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, mẹ con trước Tết có đi đến một điện thờ ở quê làm lễ và có xem một quẻ bói. Thầy bói gieo quẻ và nói rằng 3 tháng tới nhà con có đại nạn, bố con sẽ bị tai nạn và chết, nhà con thì bị trộm vào lấy mất tài sản. Thầy bói bảo rằng phải đi đến điện của ông lập một đàn lễ để giải hạn, phải mua đủ 7 hình nhân để thế mạng cho bố con và mua tiền vàng giấy mã thật nhiều để cúng giải hạn. Đàn lễ tính ra phải tốn hơn 30 triệu đồng. Cả nhà con lo lắng lắm, lại Tết đến nơi rồi, cả nhà rất buồn khổ. Chúng con được các bạn giới thiệu biết về chùa Ba Vàng và về Thầy. Hôm nay chúng con gửi câu hỏi này, kính xin Thầy từ bi giảng giải, giúp cho gia đình chúng con được giải tỏa khỏi những lo sợ này. Chúng con thành kính tri ân Thầy. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, quý Phật tử này hỏi rằng là mẹ đi xem bói, rồi Thầy bói nói rằng nhà có nạn, mà toàn là cái nạn rất nặng. Bố thì bị tai nạn và chết, 3 tháng nữa thì chết. Nhà thì bị trộm vào lấy mất tài sản. Đấy gọi là mất người, mất của, cái nạn này thì nặng lắm. Thế mà Tết đến nơi rồi, mà đi xem một quẻ bói thế này, về thì cả nhà mất Tết ấy. Đại chúng thấy không? Cho nên các cụ nói mà, có tiền thì giữ bo bo, đem cho Thầy bói rước lo vào mình, rất là khổ. Đó. Thế thì với cái câu hỏi này, quý Thầy xin được trả lời để toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng rõ. Thứ nhất, cái việc mà đốt hình nhân thế mạng thì chúng ta biết cái này nó xuất phát từ một cái tập tục rất cổ xưa, đó là cái tục tuẫn táng, tức là chôn người sống theo người chết. Cái này nó phát xuất từ việc các cái vị vua chúa
thời xưa, nhất là thời phong kiến đó. Đó. Khi mà chết thì thường bắt chôn theo từ hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ cho đến tiền của vàng bạc, châu báu cũng chôn theo. Vì họ quan niệm rằng vua chết ấy, sang thế giới bên kia vẫn làm vua và vẫn sống một đời sống như trần gian này. Cho nên khi ông vua chết ấy, là bắt chôn theo kể cả hoàng hậu cho đến cung phi mỹ nữ, tiền bạc, ngọc ngà, châu báu chôn theo. Đó. Thì đại chúng thấy cái việc này với cái xã hội văn minh bây giờ chúng thấy nó có dã man không? Rất là dã man. Đúng không? Một người chết mà chôn theo biết bao nhiêu người. Đó. Và thưa đại chúng, thì sau này khi mà xã hội người ta tiến bộ hơn thì người ta thấy cái việc này nó quá dã man. Thì họ nghĩ ra cái cách làm người giả, gọi là hình nhân, làm bằng giấy, làm bằng các cái đất sét hoặc các cái chất họ bồi lên, đắp thành cái hình nhân rồi ghi tên vào đấy, ghi tên của cái người mà hình nhân này thay thế cho đó. Thế còn vàng bạc châu báu thì họ cũng làm giả, họ cũng làm giả bằng giấy, rồi dán giấy vàng vào đó, lấy tre, lấy lứa rồi họ đan vào thành những cái thỏi vàng rồi dán giấy vàng vào đó, thì chúng ta thấy thế. Ngày xưa thì họ chôn cả người nộ, người hình nhân này này, rồi chôn cả vàng mã theo người chết. Nhưng sau đó thấy cái việc chôn theo như thế nó cũng bất cập, thì họ lại nghĩ ra cái cách là đốt hóa. Từ đó nó mới có cái tục là đốt hóa vàng mã. Đó. Thế thì đại chúng thấy cái việc đốt hình nhân để thế mạng nó xuất phát từ một cái tập tục tuẫn táng, từ một cái tập tục thật sự là dã man. À. Thế bây giờ thì trong cái việc cúng lễ thì chúng ta cũng lại có cả hình nhân thế mạng, rồi có vàng, có mã. Cúng lễ mà đặc biệt là những cái lễ cúng để mà giải hạn, dâng sao giải hạn, thì lại có cả hình nhân thế mạng, rồi vàng, rồi mã. Mà quý Thầy biết ấy, những cái lễ đấy vào những cái nhà có điều kiện ấy, thì không phải là ít đâu, rất là nhiều. Có thể đến hàng trăm triệu tiền vàng, tiền mã, chứ không ít những đại gia họ làm đến như vậy đấy. Những cái lễ rất lớn Thầy đã xem. Mà những con ngựa, những con voi rất là lớn, rồi đủ các thứ. Bây giờ thì lại có cả máy bay, tàu thủy đủ hết á. Thưa đại chúng, cái việc vàng mã bây giờ. Thế thì chúng ta cùng nhau xét cho kỹ xem cái việc này nó thực hư thế nào. Thực hư thế nào? Việc đốt hình nhân thế mạng này có thật là thế được mạng sống cho chúng ta không? Chúng ta cùng suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, nếu quả thật đốt hình nhân mà thế được mạng sống cho chúng ta, thế thì sẽ không có còn ai chết nữa. Các chiến sĩ trước khi ra trận ở nhà ta làm hình nhân thế mạng cho các chiến sĩ. Thế thì ra chiến trận không có chiến sĩ nào hy sinh, không có liệt sĩ nữa, phải không? Đó. Các bệnh nhân ở bệnh viện, khi vào viện ta làm hình nhân thế mạng thì không bệnh nhân nào phải chết cả. Nhưng mà thực sự là có ai là không chết đâu, ai rồi cũng phải chết. Đại chúng thấy không nào? Không chết vì già, sống hết tuổi thọ, thì chết vì bệnh. Không chết vì bệnh thì chết vì nạn. Đó, già, bệnh, nạn, những cái đó đều là cái chúng ta phải chết. Đúng không? Chẳng ai tránh khỏi chết. Thế thì chúng ta biết như vậy là hình nhân thật sự là không thể thế được cái mạng cho chúng ta. Đó. Nếu thế được mạng thì bây giờ chúng ta cứ làm hình nhân là ta sống mãi. Ta sắp chết thì ta làm hình nhân, ta thế mạng. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng hình nhân không thể thế được mạng sống cho chúng ta. Cái điều này là điều hoàn toàn phi lý. Không có một căn cứ gì cả. Không có đúng. Chúng ta biết đấy. Kể cả chúng ta dùng người thật để thế mạng, liệu có cứu được không?
Quý Thầy được biết có những người con người ta rất hiếu thảo với cha mẹ, biết cha mẹ bệnh nặng, phải chết. Có khi họ sẵn sàng, họ xin chết thay cho cha mẹ để cha mẹ được sống. Nhưng mà liệu khi mà liệu chúng ta nghĩ xem nào, người con này chết đi và thì liệu cha mẹ có sống được không? Hoặc là cha mẹ thương con, muốn con mình khỏi bệnh, khỏi chết, sẵn sàng chết thay cho con. Nhưng con mình liệu có sống được không? Đấy. Chúng ta biết đấy, dùng kể cả người thật đi để thay thế mạng cũng còn không cứu nổi, chứ đừng nói là hình nhân, người giả, đúng không? Đó, để chúng ta thấy là cái điều này nó hoàn toàn phi lý, không có đúng đạo lý, không đạo lý chút nào. Nhá. Vậy thì với Đạo Phật, thì cái việc mà mạng sống của con người chúng ta ngắn hay dài, thọ hay yếu, nó do cái gì quyết định? Thì chúng ta cùng đến với cái bài kinh trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật dạy như thế này. Có 10 thứ nghiệp khiến cho chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Một là tự làm việc sát sinh. Hai là khuyên người khác sát sinh. Ba là khen ngợi phương pháp sát sinh. Bốn là thấy việc sát sinh thì tâm vui thích theo. Năm là đối với những người mình oán ghét, mong muốn cho họ bị tiêu diệt. Sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt thì sinh tâm vui thích. Bảy là phá hoại bào thai của người. Tám là dạy người tự hủy hoại thân thể. Chín là xây dựng lò giết mổ. Mười là dạy người gây chiến tranh, giết hại lẫn nhau. Do 10 cái ác nghiệp này mà chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Đấy, mạng sống ngắn ngủi thì nghĩa là không được sống lâu dài, hoặc là còn trẻ đã bị bệnh tật mà chết, hoặc gặp tai nạn mà chết. Đó, đấy là mạng sống ngắn ngủi. Phật lại dạy, có 10 nghiệp khiến cho chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu. 10 nghiệp đó là: một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh thì tâm vui mừng, năm là thấy người bị giết hại tìm cách cứu thoát, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ khiến cho họ không sợ hãi, bảy là thấy người sợ hãi bố thí cho họ sự không sợ hãi, tám là thấy người bị các thứ khổ khởi tâm thương xót, chín là thấy người đang được cấp cứu khởi tâm đại bi, mười là dùng các đồ ăn thức uống bố thí cho chúng sinh. Do 10 nghiệp này mà được quả báo mạng sống lâu dài. Nghe không? Như vậy chúng ta thấy được mạng sống lâu dài do những cái thiện nghiệp này. À, những thiện nghiệp này. Trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật cũng có dạy, nếu có người đàn ông, đàn bà nào từ bỏ việc sát sinh, tránh xa việc sát sinh, bỏ đao trượng, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót, đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh, do nghiệp ấy sau khi mệnh chung thì được sinh vào thiện thú thiên giới, nếu tái sinh trong loài người thì được trường thọ. Đấy, như vậy Đức Phật nói rất rõ cái nguyên nhân của mạng sống ngắn hay dài là do đâu, là do cái nghiệp chúng ta gây. Mà trong cái nghiệp này chủ yếu nhất là cái nghiệp sát hại, phải không? Thì gây ra cái việc chúng ta mạng sống ngắn ngủi. Còn người nào có tâm từ bi, thương yêu và biết bảo vệ mạng sống cho người, cho mọi loài, thì người đó sẽ có cái thọ mạng lâu dài. Như vậy là chúng ta biết rồi, phải không? Thì cái việc đốt hình nhân thế mạng, chúng ta biết chắc chắn không thể nào cứu được mạng sống cho chúng ta.
Mà cái này phải do chúng ta tu tập, tích lũy những cái thiện nghiệp như Đức Phật vừa dạy, thì chúng ta sẽ được cái thọ mạng lâu dài. Thế còn nếu trong đời này chúng ta chịu cái quả báo của kiếp trước, thọ mạng ngắn ngủi, thì chúng ta làm sao? Chúng ta cũng phải vâng lời Phật dạy, thực hành tu tập các thiện nghiệp như thế này. Đấy, quý Thầy vẫn thường khuyên các Phật tử nên thực tập phóng sinh cứu mạng nhé, rồi giúp đỡ cho những người bệnh tật trong bệnh viện, mình đi từ thiện, mua thuốc men, chăm sóc những người già cô đơn vào, đấy, những người khó khăn, đấy, trong kinh Phật dạy, bố thí cho những người đấy. Và đặc biệt nhất như ở nhà, cha mẹ mình đây này, đau yếu bệnh tật, mình đến, mình cúng dường cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, những cái đó đều là những cái phước báu để mình được thêm cái tuổi thọ. Thì quý Phật tử thấy thọ mạng của con người nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái nhân duyên như vậy. Thầy thường hay lấy ví dụ thọ mạng của chúng ta giống như cái ngọn lửa của cái đèn vậy đấy. Cái đèn cháy được là sao? Nó phụ thuộc vào cái bấc ngắn hay dài, phụ thuộc vào cái bình dầu còn dầu hay hết dầu, phụ thuộc vào cái bóng đèn còn hay là bóng đèn vỡ. Bóng đèn vỡ là gió thổi cũng tắt mất ngọn lửa. Đấy, mạng sống, cái sự sống của chúng ta giống như ngọn lửa của cái đèn vậy. Để nó sống được là phải thế nào? Thì Thầy lấy ví dụ, cái bấc của mình ấy là cái thọ mạng từ trong tiền kiếp, là cái phúc báo về thọ mạng trong tiền kiếp. Cái dầu của mình ấy cũng là cái phúc báo của mình nhé. Nếu chúng ta chịu khó tích lũy vào phúc báo, làm cho bình dầu của mình lúc nào cũng đầy, thì đèn mình dẫu rằng bấc có ngắn vẫn cháy được lâu. Đó. Cái bấc ấy, nó là cái định nghiệp từ tiền kiếp. Và từ tiền kiếp, nó định lên cái thọ mạng của mình ngắn dài. Nhưng sang kiếp này, nếu chúng ta biết tu nhân tích đức, làm các việc thiện, thì giống như người đổ dầu vào trong bình đèn vậy đấy. Đó. Bấc dẫu có ngắn, nhưng dầu lúc nào cũng đầy, thì đèn vẫn cháy được lâu. Rồi bóng mình giữ cho được tốt, không vỡ thì lửa vẫn cháy, đèn vẫn sáng. Đó. Như vậy chúng ta thấy cái việc mà ông Thầy Bói nói rằng gia đình của Phật tử này phải lập một cái đàn có hình nhân thế mạng, rồi cúng vàng mã, đốt vàng mã để giải cái hạn này là hoàn toàn phi lý, không đúng đạo lý và không sự thật chút nào. Đúng không? Chúng ta biết rồi, không thể dùng những cái đấy để giải hạn được. Nhớ, đầu năm nhiều Phật tử đi làm lễ dâng sao dài hạn, cắt sao, cắt hạn. Nhưng mà sự thật chúng ta có cắt được hạn đâu. Cắt hạn đâu, nếu không tu tập thì không thể chuyển được. Cho nên Đức Phật dạy phải tu tập mới chuyển nghiệp được. Nghiệp nó gây ra cái hạn chúng ta nếu là ác nghiệp, đúng không? Thì chúng ta phải tu tập thì mới chuyển được nghiệp. Nhớ, đấy là chân thật. Thì quý Thầy rất mong các quý Phật tử để cho chúng ta có một cái đời sống thọ mạng, ta vâng lời Phật dạy, ta biết tu tâm, tu nhân tích đức, hoặc sống thiện. Rồi chúng ta cũng phải sống điều độ, rèn luyện sức khỏe, rồi sống chọn một cái môi trường an ninh thật tốt đẹp, xây dựng một xã hội tốt đẹp và biết giữ gìn an toàn cho chính bản thân mình. Ta sống không cầu thả nhé. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái thọ mạng lâu dài như lời Phật dạy. Nhân dịp xuân mới, Thầy cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử có đầy đủ chính tín, chính kiến và tin lời Phật dạy, không có bị lạc vào các cái tà kiến, cái mê tín mà vừa tiền mất tật mang và lại rước họa vào mình. Chúng ta chính tín lời Phật dạy thì chúng ta sống được an vui và tránh xa tất cả những cái sự lo lắng sợ hãi. Đó thì chúng ta mới có an lạc. Một lần nữa, quý Thầy xin kính chúc toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu hành, chăm chỉ học Pháp, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để cuộc sống của mình được nhiều an lạc và giúp cho xã hội chúng ta cũng được bình an. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sang tiếp cái mục 6 của cái phẩm Như Lai Tán Thán này. Đó là cái người nào cung kính cúng dường Địa Tạng sẽ được quỷ thần hộ vệ nữa cơ. Ở đây Phật dạy thế này,
Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, ở đây đương cơ là Đức Phật đang nói với Ngài Phổ Quảng Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Quảng, Ngài này cũng hay, Phổ tức là làm cho nó phổ biến ra, Quảng tức là rộng rãi ra. Cái vị Bồ Tát này nhận lời của Phật và vị này có trách nhiệm làm cho cái giáo pháp Phật rộng rãi ra để cho muôn loài đều được biết đến Phật Pháp để tu hành. Và cả thính chúng đấy cũng là người đương cơ, nghe không? Là người đương cơ, giống như ở đây Thầy giảng pháp cho các Phật tử thì các Phật tử là người đương cơ ở đây. Thế mai mốt những ai ta xem cái đĩa, cái băng của chùa mình giảng pháp, người ta nghe thì người ta không phải là chúng đương cơ, người ta nghe lại, nghe không? Còn mình là đương cơ ở trong này. Thì Phật nói với Bồ Tát Phổ Quảng, lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, như có người thiện nam, người thiện nữ nào mà có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. Đấy, chúng ta nghe cái phẩm này. Khi sáng nay chúng ta thụ giới, tam quy ngũ giới và bát quan trai giới, thì chúng ta biết lãnh thọ một giới của Phật sẽ có năm vị thần đi theo hộ vệ, hộ trì cho mình. Chúng ta lãnh thọ năm giới của Phật tử tại gia là mình đã có 25 vị thần hộ trì rồi. Đấy. Còn hôm nay chúng ta lãnh thọ 8 giới thì sẽ có 40 vị thần hộ trì mình ngày đêm hôm nay. Đó. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ điều đó. Và đương nhiên ấy, thì các vị quỷ thần đều phải y lời Phật dạy để thực hành. Đó, không thực hành thì không được. Không thực hành thì sẽ các vị hộ pháp người ta cũng phạt. Đó. Đây là Phật đã giao phó trách nhiệm. Thế thì ở đây chúng ta thấy chúng ta quy tam bảo, thọ trì giới pháp của Phật, mình được quỷ thần người ta hộ trì, cho nên quả thật đi theo Phật Pháp được an lành. Đấy, từ cái ý nghĩa này này mình nói đi theo Phật Pháp dù sao thì dù cũng được an lành. Tất nhiên chúng ta biết quỷ thần không thể nào có thể thay thế mình để chuyển cái định nghiệp của mình được. Vì sao? Vì Đức Phật còn không chuyển được cái định nghiệp của chúng sinh. Chỉ khi cái nghiệp của mình ấy nó quá nặng trở thành định nghiệp thì Phật cũng không chuyển được. Chứ đừng nói đến quỷ thần. Nghe không? Còn những cái nghiệp nhẹ nhẹ có thể tránh được, có thể người ta tránh cho mình đấy. Cho nên biết bao nhiêu người sau khi đi quy tam bảo tu tập Phật Pháp, họ đều nói đúng quả thật nhờ Phật Pháp cứu cho. Chứ không thì mất mạng ấy. Đấy. Thì đây là có sự gia hộ của quỷ thần, mà nói ra là của chư thần linh, ta gia hộ cho mình, chứ không phải chuyện chơi. Cho nên đi theo Phật được an lành ở chỗ đó, chắc chắn là an lành hơn. Thầy chưa so sánh với các tôn giáo nào, nhưng cứ biết Phật nói đi quy Phật, tu giới Phật, có quỷ thần hộ trì, mình cứ biết thế là an lành rồi đã. Nghe không? Còn đi theo các tôn giáo nào, vị thánh, vị chúa nào mình không biết, có ai hộ trì mình không, không biết. Nhưng mà Phật nói rõ trong kinh rồi đấy. Phật giao phó trách nhiệm. Những vị quỷ thần nào thụ giới, người ta thụ giới là phải đến hộ trì người ta. Nghe không? Cho nên Phật tử tại gia chúng ta thôi, mà tu chỉ năm giới cho tốt là đi đến đâu chứ quỷ, ma nó sợ đấy chứ không phải không đâu. Mình cứ giữ giới tinh nghiêm là ma cũng phải sợ chứ đừng nói. Chứ mình đừng có sợ ma. Nghe không? Mình chân thật mình tu tập. Đấy là lẽ thật đấy. Tại chẳng qua là vì mình tâm lý mình cứ hay bị nhát ma thôi. Nghe không?
Nhưng mà mình đi là ma nó sợ. Nếu mình có giữ giới lúc ít niệm giới, con nguyện lãnh thọ giới thứ nhất không giết người, giới thứ hai con không ăn trộm ăn cắp, giới thứ ba con không tà dâm, giới thứ tư con không dối láo, giới thứ năm con không nghiện ngập, con nguyện giữ thanh tịnh. Mình tụng cái giới lên, tự nhiên các vị hộ vệ người ta sẽ hiển hiện, ta hộ trì mình. Đấy, thế là chuyện rất thật đấy. Nhà. Thế thì ở đây Phật dạy, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, ở đây chúng ta nhớ cái chữ thiện nam và thiện nữ, tức người đấy phải là người thiện thật, không? Chứ không phải cái người mà tâm tính còn xấu ác nhiều, người rất là thuần thiện mới được cái chữ thiện nam, thiện nữ. Trong kinh, cái từng kinh, lời Phật dạy là rất là cụ thể, nghe không? Người thiện nam, thiện nữ, tức là cái người rất thuần thành trong Phật Pháp. Nếu mà có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Thế này là thế nào? Sáng nay chúng ta thụ giới, thì trong tám giới có một giới là không được gì? Ca múa hát sướng, nghe không? Ca múa hát sướng. Đấy là cái giới của ngày Bát Quan Trai. Tại sao trong kinh Địa Tạng Phật lại nói là người dùng kỹ nhạc ca ngâm khen ngợi? Ở chỗ này là Phật cho phép gì? Chúng ta dùng ca nhạc, nhạc cụ đấy, ca và nhạc cụ để tấu lên những cái khúc ca, những các cái bản nhạc để gì? Tán dương Phật Pháp, ca ngợi công đức của Tam Bảo. Cái đó là được. Thực ra mà nói, âm nhạc nó là một cái phương tiện rất là tốt để truyền tải đạo lý. Đấy, cho nên ấy, ngày xưa trong các cái bộ thời phong kiến là có cái bộ gì? Bộ nhạc đấy. Bộ lễ, trong cái lễ này nó có nhạc ở trong đó. Đấy, chứ không phải không. Nghe không? Trong các cái bộ của thời phong kiến ngày xưa, nó có mấy bộ thì có cái bộ lễ là trong đó có phần nhạc. Và người ta có thể xem cái âm nhạc của cái đất nước ấy mà biết được cái truyền thống của dân tộc đất nước ấy. À, cái thời đại nào, cái âm nhạc như thế nào. Chúng ta thấy cái âm nhạc của mình này, cách đây vài chục năm đấy, chúng ta thấy hay không? Ở đây các vị lớn tuổi thì biết chúng ta thường đi được nghe hát chèo, hát tuồng, hát cải lương, hát con họ, hát ví dặm. Những cái làn điệu dân ca, những cái hình thức sân khấu nó rất là dân tộc, rất là sâu sắc, sâu lắng, có chiều sâu. Thầy vẫn nhớ những cái vở cải lương mình nghe là mình thấm mãi và nhớ mãi. Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài hay là Tống Chân Cúc Hoa, wow. Đấy, Phạm Tài Ngọc Hoa, đấy, những cái vở kịch như thế. Ở những vở tuồng, những vở chèo, Quan Âm Thị Kính, rất là hay. Nó ăn sâu vào trong tâm hồn mình ấy. Và bản thân Thầy giờ Thầy vẫn rất là thích xem chèo, vẫn thích là nghe chèo, xem những vở kịch, vở tuồng đấy. Vì Thầy thấy cái chất giáo dục của nó rất là sâu trong đó. Thế nhưng cái thời âm nhạc của tuồng chèo bây giờ có lẽ cũng mai một khá nhiều, đúng không? Bây giờ các Phật tử chúng ta xem trên sân khấu thế nào? Lên sân khấu có là hích, 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 hích. Rồi bắt đầu nó nhảy loạn xạ lên như điên đấy, thanh niên. Đấy, cái âm nhạc này là của cái thế hệ bây giờ. Con người bây giờ nó bị như thế. Thế nhìn cái chất âm nhạc giờ biết cái tâm tính con người bây giờ nó quá là sao động. Nghe không? Lên là cứ hình huỵch cái sân khấu. Nó quay, nó quát, đu thứ chỗ. Chúng ta thấy không? Còn bây giờ lứa tuổi như các chú Chính với lại các chú này về trước là lên nó sân khấu rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng. Và thực sự là Thầy rất là mong cái cục sân khấu điện ảnh của mình, cái bộ văn hóa của mình phải bảo tồn cái nét văn hóa này cho dân tộc. Mất nó là mình mất rất nhiều. Cái thế hệ thanh niên sau này mất mát rất nhiều. Cái tâm ấy nó sẽ mãi bị kích động, mà nó kích động thế thì đất nước không bình an được đâu.
Đấy, cho nên cái văn hóa nó vô cùng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Cho nên có một nhà văn người ta nói đấy, mất văn hóa là mất đất nước, là mất nước luôn đó. Cho nên chúng ta phải bảo tồn cái văn hóa của mình, những cái hay đẹp của cha ông ngày xưa, mình phải bảo tồn, phải giữ. Đó. Cho nên ở chùa mình ấy, thầy có cho thành lập cái câu lạc bộ dân ca. Thầy lấy là dân ca. Câu lạc bộ dân ca để gì? Để giữ lấy những cái nét hay đẹp. Thôi còn vớt vát được chút nào cũng quý cái đó. Thầy vẫn rất thích những cái làn điệu dân ca, hò, vè, chèo, cải lương, quan họ, ví, rất là hay. Những cái đó nó làm cho tâm hồn chúng ta nó mát mẻ, nó êm dịu và nó có chiều sâu. Thanh niên bây giờ nó không có chiều sâu là vì thế. Vì tâm nó cứ bốc ở bên trên này thế này, này. Nó cứ sôi sùng sục lên như thế. Thì làm gì có chiều sâu? Mà đã không sâu thì lại không có chiều rộng nữa. Đó. Vì người ta có sâu thì mới có rộng, nhưng không sâu thì không rộng. Đấy. Thế cho nên ấy, chúng ta phải nhớ. Vậy thì ở trong Kinh Phật, hôm nay ngày bắt con trai thì Phật cấm ca múa hát sướng những cái bài ca, những cái lời hát, những cái nhạc mà nó không đem lại cái an lạc cho thân tâm, không đem lại cái giá trị đạo đức cho tâm hồn, thì cái đó là cấm đó. Nha, hôm nay mà hát những bài tình tứ linh tinh, thì không được. Nhưng mà hát những cái bài ca ngợi tán dương Phật, ví dụ chúng ta đảnh lễ Phật đấy, cũng là đang hát đấy. Đấng Pháp Vương vô thượng, hát đấy, đang tán. Đây cho gọi là tán Phật, tán là tán ca đấy. Nghe không? Tán thán ngợi ca. Đấy là hát đấy chứ có gì đâu. Và chúng ta tụng kinh mà đạo tràng nào tụng hay cũng giống như hát đấy. Nghe? Cũng như là hát đấy, không khác gì cả. Nghe? Nhưng mà đấy, nhưng mà những cái đó là ca ngợi Phật Pháp, ca ngợi đạo đức và ca ngợi những cái nét đẹp của con người, của cuộc sống. Cái đó thì được. Nha. Chứ còn chúng ta hát những cái bài ca tình tứ, những cái bài rên rỉ, sướt mướt, sầu bi, khổ não. Cho nên tại sao cái thời chiến tranh ấy, là mình là cấm, không được hát nhạc vàng. Đúng không? Cái thời chiến tranh, nhạc vàng hồi ấy là bị cấm. Vì cái nhạc vàng sao? Nó cứ rên rỉ, sầu bi vào. Nghe đến nó là thanh niên là nhụt hết trí, không còn muốn ra chiến trận chiến đấu nữa. Đó. Cho nên lúc ý phải hát nhạc cách mạng. Cho nên chúng ta thấy cái nhạc nó đi theo cuộc sống rất là sát. Nó phản ánh cái tâm hồn của cái thời đại đó, của dân tộc của thời đại đó, chứ không phải chuyện thường. Đây là một lẽ thật. Cho nên ấy, nhà cụ, ca nhạc nó là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Dân tộc nào họ cũng có cái ca nhạc của họ. Hôm rồi Thầy được đi mời dự cái lễ văn hóa của dân tộc Thái ở tại Lai Châu. Họ cũng có những cái bài hát, bài nhạc của họ, những cái nhạc cụ của họ. Họ có một cái cây đàn, nó làm hình như bằng cái đàn tính đấy, cái đàn tính đấy. Nó cũng tựa như cái đàn bầu mình, hình như nó có một dây mà. Thầy cũng chưa xem kỹ đâu, người ta biếu đấy nhưng mà cũng chưa xem kỹ. Đấy, thì họ có nhạc cụ của họ. Nha. Thế giờ hôm rồi Thầy cũng được một anh trung tướng công an biếu cho Thầy một cái cây đàn bầu. Thế là vì gia đình nhà bác này rất thích chơi đàn bầu. Thầy lên bác ấy là bác ấy gảy đàn bầu cho mình nghe và Thầy thấy rất là hay. Người ta cứ bảo là làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Wow. Tại vì quả thật đàn bầu nó réo rắt, nó có cái gì đó hơi buồn một tí. Nhưng mà nếu mà biết nghe thì nó rất hay. Nhưng mà không phải đàn bầu buồn đâu, các Phật tử thấy không? Có những khi mà nó đánh những cái khúc nhạc sôi động, rất là sôi động, rất khí thế. Nhưng mà phải cái đàn bầu nó nói được cái tiếng lòng của mình, nó như tiếng người nói trong lòng được. Khi Thầy nghe thì thấy hay quá, Thầy cũng tán thán các gia đình bác. Thế bảo thế thì hôm nay sẽ xuống cung chùa cúng Thầy một cái đàn bầu. Thế và mang cái đàn bầu xuống đây thôi. Cúng Thầy rồi nhưng mà Thầy không biết đánh đàn bầu.
ngày nó cứ tưng tưng. À, nhưng trong chùa có một vài sư bác biết đánh đàn bầu thì Thầy sẽ cho đánh, nghe không? Thì quả thật nó rất hay. Thầy rất là yêu những cái khí cụ, nhạc cụ, truyền thống. Nó rất giá trị. Thì kính thưa đại chúng, trong cái phần này, Phật dạy, nếu người thiện nam, thiện nữ nào mà đối trước hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, trỗi các cái thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, nghe không? Để khen ngợi ai? Khen ngợi chư Phật Bồ Tát, khen ngợi công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Vào, ôi thật là tuyệt diệu, chư Phật Bồ Tát ra đời đem ánh sáng cho thế gian. Các ngài là tấm gương sáng, sáng chói lọi để soi vào tâm hồn chúng con. Nhờ có ngài mà tâm hồn chúng con được vực dậy, soi rõ những cái nẻo tối tăm trong hồn chúng con, những cái u ám trong tâm trí chúng con. Ngài là tấm gương sáng về đạo đức, về tất cả những cái gì cao quý tốt đẹp nhất. Nếu không có Phật Bồ Tát ra đời, cuộc đời chúng con tăm tối. Nghe không? Chúng con không có chỗ hy vọng, không có chỗ nương tựa, không biết đi đường nào, lang thang trong cái cõi luân hồi này, biết đi đâu, về đâu. Không có chỗ, bến đỗ không có, có bến bờ. Nhờ Phật Bồ Tát ra đời mà chúng con nay có biết định hướng, biết chỗ đến. Nghe không? Dẫu còn lang thang, nhưng mình vẫn biết rằng mình có chỗ trở về, vẫn biết rằng mình có một cái quê hương. Đấy. Vẫn biết rằng mình có một quê hương bình an. Đó chính là chư Phật Bồ Tát. Đấy, các ngài là cái tiêu để cho chúng ta trở về và là cái chỗ dựa về sức mạnh tinh thần để mình tiến lên. Biết bao nhiêu cái tập khí xấu xa của mình, không noi gương Đức Phật, không bao giờ mình sửa được. Vì mình không có niềm tin. Bây giờ có những cái trường hợp họ bảo, ôi làm gì trên đời này có người tốt. Họ không tin trên đời này còn có những người tốt. Họ không tin trên đời còn có những người vô tư. Ở đây, Thầy nói rất nhiều các Phật tử trong các đạo tràng của mình đi làm Phật sự với một cách vô tư, thật sự với tinh thần vô ngã để phụng sự. Nhưng mà vẫn bị người ta hiểu lầm. Nghe không? Mình đi rõ ràng vô tư, mang cơm nhà mình đi ăn để mình làm, giúp cho người ta tụng kinh niệm Phật, wow, sám hối cho ta. Thế rồi sao? Bỏ cả ngày cả công việc của mình để đi. Không có ăn ở nhà nào bữa cơm, không lấy của nhà ai một đồng tiền. Làm vô tư như thế mà vẫn còn có bị người ta nghi ngờ, vì người ta không tin là trên đời này còn có những người tốt một cách vô tư thế. Đấy, cái tâm của con người nó bị nhuốm đen rồi. Nó nghĩ nhìn thấy ai cũng xấu xa cả, ai cũng chỉ lợi dụng nhau cả thôi, không còn có những con người thật tốt. Đấy, vì họ chưa được vào trong biển Phật Pháp, họ chưa gặp được những người chân thật tu hành, cho nên họ đều nghĩ tất cả chỉ là lợi dụng nhau, tất cả chỉ là vụ lợi thôi, không có ai chân thật cả. Nhưng mà tại đây Thầy tuyên bố khẳng định, trong đạo tràng chúng ta đây, rất nhiều người Phật tử chân thật tu tập, chân thành tu tập, xà kỷ vị tha, không vụ lợi, hoàn toàn vô tư thanh tịnh. Đây là có. Mà trong đạo tràng mình xuất hiện những Phật tử, những tập thể như vậy. Đó. Để khẳng định trong thế gian này, tuy rằng là thời mạt Pháp, nhưng vẫn còn có những con người tin kính Phật, nhất tâm phụng hành giáo Pháp, thực hành bằng được. Vẫn có những người tốt. Đấy, Thầy rất mong rằng những cái hạt giống tốt này trong đạo tràng chúng ta sẽ nhân rộng ra cho tất cả, làm sao tất cả các Phật tử của Chùa Ba Vàng sẽ trở thành những cái điểm sáng như vậy, là chỗ dựa tinh thần cho xã hội. Người ta thấy, à không, đúng rồi, Phật tử như thế đấy, người ta vô tư như vậy đấy. Người ta đi làm, người ta không có mục đích vụ lợi gì cả. Ở ngoài đời ấy, thì ông mà mất chân giò thì bà thò chai rượu, không cho ai cho nhau, không cái gì cả. Nhưng riêng trong Phật Pháp, chỉ có cho, vào, cho và cho.
Đấy, cho càng nhiều, đấy lại là niềm vui của người con Phật chân chính. Giúp được càng nhiều người, mình càng vui. Đấy, Phật tử chúng ta ăn thì ăn chay. Thầy cũng nghĩ thế, bảo các thầy ăn thì ăn chay, ngày ăn một, hai bữa cơm chay, mà cũng làm tối ngày, tối đêm. Phải không? Nói thầy nói vui, tiền cũng có được bỏ túi để tiêu đâu. Đều phải lo Phật sự hết. À, ai cúng dường là vào chùa, vào công việc Phật sự. Không bao giờ mình được tiêu đâu, cho cá nhân mình đâu. Đấy, cái đấy là cái chân thật. Cái chân thật. Thế thì chúng ta thấy quả thật là như vậy. Khi trong thế gian này cái lòng tin nó đổ vỡ thì nó mất mát rất nhiều. Xã hội nó u ám, ảm đạm rất nhiều. Chỉ cần le lói một đức tin, một ánh sáng là cũng giúp cho người ta vươn lên. Thì chính chư Phật Bồ Tát ra đời, giáo pháp các ngài để lại cho chúng ta, đấy là cái chỗ ánh sáng, là chỗ chúng ta đặt để niềm tin. Cho nên ấy, tán dương ca ngợi chư Phật Bồ Tát, ca ngợi Tam Bảo là một việc hết sức quý báu. Đấy cũng là một hình thức hoằng pháp, cũng là một hình thức phổ độ đối với chúng sinh. Bây giờ một người không ở đạo Phật, người ta đến chùa mà thấy các Phật tử cung kính quỳ gối chắp tay lễ xuống Đức Phật chân thành, tự nhiên người ta cũng phải hỏi. Và có nhiều khi họ thấy mình thế, họ cũng lễ bắt chiết theo mình. Xong rồi từ đó họ mới hỏi, không biết là cái cụ ngồi trên này là cụ gì mà người ta lễ nhỉ? Thế nên ta tìm hiểu. Tìm hiểu là người ta hiểu được về Phật. Nghe không? Đấy. Chúng ta đi đâu cũng thế đấy. Thấy một hội chúng đông đảo mà cùng ca tụng tán dương một con người thì biết rằng con người đấy đặc biệt. Và mình cũng khởi cái tâm tùy kính theo. Đấy. Cho nên đấy, cái này nó được phước báo. Cho nên ấy, trong 10 điều nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát có nguyện gì? Nhất giả gì? Kính lễ chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Cái điều thứ nhất là con nhất tâm kính lễ Phật. Thứ hai là con lễ Phật và con xưng tán ca tụng Phật. Tán ở đây không phải là cái nghĩa tán tỉnh, mà tán thán ngợi khen, khen ngợi công đức Phật. À, đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Đấy là ca ngợi Phật. Hoặc là tâm thế tôn mảy trần không bận. Không bận. Tâm của Phật là mảy trần không bận. Thân của Ngài vô tận phước lành. Thân của Phật là vô tận phước lành. Từ bi cứu khổ độ sinh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Đấy, nghe không? Những cái lời ca ngợi Phật như vậy. Hay là chư Phật đức năng vô tận, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, trên trời dưới trời không có ai như được Phật, mười phương thế giới không ai dám sánh với Phật. Wow. Tất cả những gì trên thế gian này con được thấy, không một ai bằng được như Phật. Đấy là ngợi ca Phật. Chúng ta phải chăm chỉ ngợi ca Phật. Trong khi mình chân thành ngợi ca Phật như vậy, mình được tiêu trừ cũng rất nhiều nghiệp chướng, và nó kích hoạt cho những cái hạt giống bồ đề, hạt giống thiện lành trong mình nó nảy nở. Mình ca ngợi tán dương ai thì tâm mình xu hướng theo cái người đó. Có phải không? Mình tán thán cái gì, mình yêu thích cái gì, tâm mình nó sẽ xu hướng theo điều đó. Mình ca ngợi Phật tức là mình kính mến Phật, mình thích thú về Phật, tâm mình nó sẽ hướng theo điều đó. Những hạt giống về Phật Pháp, về Bồ Đề nó sẽ nảy nở. Đó, cho nên các, tại sao mà Đức Phổ Hiền lại nguyện là con nguyện ngày ngày tán khán, ngợi khen Phật. Ngày ngày. Phật tử chúng ta nhớ, cho nên khi tán Phật, tùng tán Phật, các Phật tử cứ đem hết tâm thành và tán ca Phật thật hay cho Thầy. Nghe không? Đừng đọc cho qua loa quếu quáo. Nghe không? Khi mà đấng Pháp Vương vô thượng là mình cảm thấy cái gì đấy nó cao tột, vượt qua tất cả không gian, thời gian. Đấy, với dâng cái tâm như vậy, Đức Phật là không thể
so lường, Phật đức năng vượt qua tất cả. Đó. Thế thì khi chúng ta tán thán như vậy, nó làm cho bản tâm mình trỗi dậy rất nhiều những hạt giống tốt. Tâm Bồ Đề cũng từ đó có thể được nảy nở. Nó đẩy ra những cái hạt giống xấu đi. Nghe không? Nó gọi là giao thoa, nó chuyển hóa những hạt giống xấu. Đấy, cho nên đảnh lễ kết hợp với tán dương. Chúng ta vừa lễ Phật để quy kính, vừa tán dương để xu hướng theo Phật. Nhá, cho nên các cái khóa tu, khóa lễ chúng ta đều làm như vậy. Đấy là rất khoa học, Thầy nói rất khoa học. Để cho chúng ta được khai mở những hạt giống tốt trong tâm mình, lợi ích vô cùng. Ai nặng nề nghiệp chướng thì cũng chăm lễ Phật và tán thán Phật cho Thầy. Đấy, cho nên tại sao mà trong các bộ kinh lễ sám, để hành sám, có những bộ lễ 500 lễ như Ngũ Bách Danh, hay lễ Vạn Phật, hay là kinh Đại Thông Phương Quảng nên lễ gần nghìn Phật, hay lễ 108 lễ danh hiệu Phật. Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ là lễ, nhưng không phải chỉ lễ như người ta vẫn gọi lễ như bồ củi theo cha biết gì, mà lễ phải tán dương Phật. Mỗi một lần lễ là chúng ta đem tất cả tâm thành đảnh lễ xuống. Mà trong kinh Phật nói là lễ Phật giống như là núi Thái Sơn sụp đổ đấy. Với cái lòng thành kính như vậy thì nghiệp tiêu được, nghiệp nặng cũng tiêu. Đó. Thế ở đây, người thiện nam, người thiện nữ đối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, trỗi các thứ kỹ nhạc, rồi lại ngâm ca khen ngợi, trỗi các thứ nhạc. Nghe không? Các cái thứ nhạc cụ, mỗi dân tộc họ có một cái thứ nhạc cụ khác nhau, điển hình. Người Trung Quốc họ có cái, những cái nhạc cụ điển hình, Việt Nam mình có, người Ấn Độ có, người Campuchia người ta có, mỗi dân tộc có. Thì mình đem những cái dụng cụ, khí cụ âm nhạc đấy, mình gảy lên, mình trỗi lên những cái điệu nhạc nào mà nó ca ngợi, tán dương công đức của Phật Pháp, của Tam Bảo. Rồi mình dùng những cái ca từ để ca ngợi Phật Pháp Tam Bảo, ca ngợi những cái việc tốt đẹp, những phẩm chất tốt của con người, những cái đức tính trung nghĩa, rồi tiết tháo, những cái phẩm chất cao đẹp của con người. Cái đó rất là quý. Cho nên ở chùa mình có tổ chức những cái đêm văn nghệ thì đều phải nội dung các bài hát phải quay về mục đích đó, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cha mẹ, cái lòng hiếu thảo, ca ngợi Phật Pháp, ca ngợi những cái con người dũng khí để mình noi theo. Tu hành mình phải có dũng khí. Đó, những cái đó là được. Thế là chùa mình là tuyệt đối không có những cái bài ca anh em tình tình ái ái, là không có, rất hạn chế, không có đâu. Hoặc là nếu vì trong bài ca nó có lẫn một hai từ đó thì có thể châm trước được, nghe không? Đấy. Chứ còn thì nội dung và đi hẳn vào cái chuyện đó là không thể có, không có được. Và cái người này không những ngợi khen trỗi nhạc, dùng hương hoa cúng dường, mà lại khuyến hóa được một người hay nhiều người, tức là khuyến hóa mọi người cùng đến đây cùng với tôi ca ngợi Phật. Nghe không? Đấy, cho nên cái đạo tràng của chúng ta nó hay thế đấy. Mình làm một việc hay, mình kéo cả đạo tràng cùng làm việc hay. Thế là mình khuyến hóa. Mà trong đạo tràng dễ kéo nhau lắm, đúng không? Cho nên anh trưởng đạo tràng vô cùng quan trọng nhé. Kéo nhau một người tu hành đúng pháp là mình được công đức vô lượng nhân lên. Thế cũng trưởng đạo tràng quan trọng, nhưng mà kéo mọi người mà đi theo tà pháp là mình chết rồi. Nghe không? Là bao nhiêu gánh nghiệp rất nặng, là nó cũng đè cả lên mình nữa đấy. Mình chịu cái cộng nghiệp rất nặng. Đó. Thế kéo được người, khuyến hóa được người cùng vào đây ca ngợi tán dương công đức Phật, công đức Tam Bảo. Thì sao? Người này này, những hạng người đó ở trong đời hiện tại, hiện tại là ngay đời này, cùng thuở vị lai thường được trăm nghìn
vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. Đấy, chúng ta thấy nào, chúng ta muốn tránh tai vạ bất ngờ không? Đấy, từ hôm nay biết cái cách để tránh tai vạ bất ngờ. Phải về chăm tán lễ Phật. Và với tâm chân thành, phải đúng mình là thiện tâm nhá, mới được. Tất nhiên chúng ta thấy đó, mà nó sự thật ở đây, Thầy nói rất là thật đấy, không phải không đâu. Cái người mà chân thành tu tập như vậy thì nó có những cái cảm ứng như vậy thật. Không phải là cái chuyện Phật nói động viên mình đâu. Đây là chuyện rất thật. Tâm mình chí thành tha thiết như vậy, tự nhiên mình vào trong cái cảnh giới những cái tai vạ bất ngờ kia nó không đến. Ở đây Thầy chỉ nói chỉ trừ định nghiệp thôi. Trừ định nghiệp. Định nghiệp không thể chuyển. Nha. Đấy, các quý Phật tử nhớ cho Thầy. Đây, cái phẩm này là Phật nói rất rõ về cái việc chí thành tha thiết. Hồi trăm lễ Phật ở nhà không có đàn, có nhạc, có sáo thì thôi, cứ lễ Phật và tán thán công đức Phật cho Thầy. Tán dương công đức Phật chân thành. Nghe không? Nhưng mà ở đây nó khó là cái chỗ mà chân thành chí thiết này. Nó khó nhất chỗ đó đó. Còn lễ Phật có thể mình lễ được, nhưng mà lễ như nghĩa vụ đó. Mà Thầy bảo thế, con cũng phải cố gắng, hôm nay con lễ 108 lễ cho xong, phấn đấu đủ, đếm đủ 108 cái là xong. Thế là yên tâm, Phật chứng rồi. Không phải thế. Nghe không? Ở đây á, Phật không nói đến lễ nhiều hay lễ ít. Phật chỉ nói đến chí thành. Nghe không? Chí thành, một cái lễ mà chí thành thì hơn trăm cái lễ mà tâm không thành. Lễ Phật mà đầu nghĩ đi đâu? Phật ngồi trước mặt lễ mà đầu mình để đi đâu? Tâm mình để đi đâu? Và nghĩ cái chuyện giận em này, ghét anh kia. Thế thì không có lợi ích gì bao nhiêu. Có được một cái phước của cái thân lễ thôi. Cho nên cái công đức ở trong đó không được bao nhiêu cả. Rất ít. Ở nhân gian thì người ta có sáng tạo ra. Đi bà chú kho mới đi mấy nơi mà không vào chen được chân vào lễ trong đó. Phải đứng ở tít xa mà lễ thì người ta bảo sao? Một lễ xa bằng ba lễ gần, động viên nhau. Nghe không? Đã. Thực ra thì lễ xa lễ gần cũng không quan trọng. Nghe không? Mà ở đây phải cái tâm chí thành. Đã gọi Phật Thánh là chứng tâm cho mình, chứ Ngài không đặt nặng ở cái hình tướng của mình đâu. Đấy, hình tướng mình, các Ngài không đặt nặng cái chọn đó đó. Nghe? Chứ vẫn là gốc vào cái tâm. Đấy, chí thành thiết tha. Cho nên thành thì tất cảm ứng. Các Phật tử phải tu tập làm sao dần dần để đến cái chỗ được thành, tâm thành. Đấy, tu tập tâm mình đến chỗ chân thành như vậy. Mà chân thành nghĩa là gì? Phải y giáo phụng hành như lời Phật dạy thì mới thể hiện sự chân thành. Chứ còn mà cứ nghe, đọc cho nhiều, nói cho hay nhưng mình không làm được một tí gì cả. Phải không? Mình không làm một tí gì cả. Ở đây Thầy nói ví dụ, Phật dạy mình phải thường hành bố thí, phóng sinh, cúng dường. Các Phật tử, mỗi người mỗi điều kiện khác nhau. Các trưởng đạo tràng, phó đạo tràng cũng thế, nhưng mình cũng phải hành thật. Chứ không phải mình chỉ là trưởng đạo tràng, mình chỉ nói khuyên hóa người thôi, cứ cúng dường bố thí đi. Còn mình không. Mình thực ra thế, mình không có được cái công đức bao nhiêu. Nghe không? Mình không có chân thành thực hành cái điều đó. Mình nghèo, mình cúng cái phần nghèo của mình. Cái chỗ này Phật nói tận tâm cúng dường, tận tâm bố thí. Có thể cái người rất giàu, người có tiền vạn, người ta hôm nay bỏ ra 10 đồng để cúng.
Nhưng cái người đó khi phước không bằng cái người có một đồng, người ta cúng luôn, hết cả một đồng luôn. Hết một đồng luôn đấy, gọi là tận tâm luôn đấy. Tận lực cúng dường. Nó cao đấy mà. Cái này thì trước Thầy đã phân tích, các Phật tử hiểu rồi. Đấy. Người ta sinh mạng, người ta có mỗi đồng thôi. Bà già có mỗi một cái mấy đồng xu mà bà mua hết dầu để cúng Phật. Coi như chấp nhận giống như mạng sống ta, chấp nhận là bỏ đi đấy. Đấy là tận lực, tận tâm cúng dường. Thế còn bây giờ mình có một tấn tiền nhưng mình cúng mấy đồng, mấy chục thì không phải là cái gì cả. Không thôi chứ cả. Cái đó rất nhỏ. Cho nên ấy, cái người mà để tận tâm cúng dường ấy, chính ra cái người nghèo ấy, họ tận tâm cúng dường lại rất dễ. Nghe không? Cái người giàu tận tâm cúng dường là khó chứ không phải dễ đâu. Đó. Cho nên các Phật tử đấy, cái cách để mình chuyển hóa cái nghiệp báo của mình, chuyển hóa số mệnh của mình. Cho nên có nhiều người nghèo khổ, khi họ tận tâm cúng dường thì những người này ấy, sau đó mệnh chung họ thường được sinh lên chư thiên. Ở đây Thầy nói nếu họ không vãng sinh, thường sinh chư thiên luôn. Phước báo như vậy. Và nhiều đời không bị đói khổ. Đấy. Cho nên cái câu chuyện mà cái cô gái nghèo khi đến chùa cúng một bò gạo thì đích thân là Đại Lão Hòa Thượng viện chủ ra để nhận cúng dường. Sau này cô được làm vợ vua, hoàng hậu. Cô mang hàng mấy xe đến cúng gạo thì Hòa Thượng chỉ cho chú Tiểu ra nhận thôi. Nghe không? Đấy, cái câu chuyện đó trong Kinh Phật nói nó khác nhau. Vì cô lúc ấy đến là tâm nó không thành kính như cái lúc mà ngày xưa nữa. Đấy, ngày xưa lúc mình nghèo, dốc hết tâm sức ra cúng Phật, cúng dường Tam Bảo. Đấy là tận tâm và tận lực. Đó, cho nên ấy, cái cách để chúng ta tu tập chuyển hóa cái nghiệp báo của chúng ta, các Phật tử phải khéo ứng dụng Phật Pháp để mà tu tập, mà chuyển hóa. Để mà chuyển hóa. Mà chắc chắn là chuyển thật, mình có tu tập thật sẽ chuyển thật. Vì Phật không nói sai bao giờ cả. Không nói sai. Không nói sai bao giờ. Đó. Cái người mà thực hiện được cái điều này thì Phật nói ngay trong đời hiện tại rồi đến cả vị lai thường được rất nhiều quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Rất nhiều. Ở đây nói là Phật nói là trăm nghìn đấy, nhiều lắm đấy chứ không phải mấy chục vị đâu. 25 vị, 40 vị đâu, không phải đâu, 100.000. Nhá. Thế cho nên Thầy rất mong các Phật tử sẽ được nhiều quỷ thần hộ vệ. Quỷ thần này là quỷ thiện, thần thiện, không phải ác nên theo đâu. Cái chúng ta đừng nghe chữ quỷ là hoàn toàn xấu. À, chữ quỷ thì thường nó nghĩ đến là cái gì xấu xa mà gọi là quỷ, nghe không? Đấy, nhưng mà quỷ có những cái loại thiện quỷ, thần có những vị thiện thần và cũng có ác thần. Đấy, ở đây là những vị thiện, họ hộ trì, nghe không? Tất nhiên, họ có cái vị này là họ thiện, không phải không đâu. Đấy. Thế nhưng mà cũng có thể có những vị quỷ đó, họ làm trong cái công việc là xấu. Nhưng mà đối với những cái thiện nhân này, những thiện nam, thiện nữ này, họ vẫn khởi cái tâm lành, họ ủng hộ mình. Đây Thầy không nói đâu xa, như chùa mình chẳng hạn. Có rất nhiều em là đầu gấu. Đầu gấu là tốt hay là xấu? Ở ngoài đời là xấu cái gì? Đầu gấu, đầu trộm đuôi cướp á, có. Thế nhưng mà các em nó lại biết lên chùa để hộ vệ công việc chùa. Đấy, đây là chuyện thật. Thầy bảo thôi nhé, các con nhé, làm ăn kiếm trác, đâu kiếm trác, nhưng tuyệt đối chùa vàng là không kiếm trác đây nữa. Và lên đây phải hộ vệ đây, cho nó phát tâm. Đấy, thế thì chúng nó thì làm cái việc xấu đấy. Nhưng mà đối với mình nó khởi cái tâm tốt, thì là tốt chứ gì. Đấy, phải không? Nó đánh ở đâu, nó làm gì ở đâu không biết. Nhưng mà đến cái địa phận đất Phật Ba Vàng là phải làm tốt, phải biết hộ trì. Đấy, như thế đấy chứ không phải không đâu. Đấy. Thế thì mình cũng nói thế nào đấy? Trong cái giới quỷ thần này, có những vị họ là ác, nhưng mà đối với cái thiện nam, thiện nữ mà có cái tâm cung kính Phật như thế này, họ khởi thiện tâm, họ hộ vệ.
Đại chúng đã được xem mấy cái video clip của Thầy Tâm Mẫn ấy. Thầy đi Nhất Bộ, Nhất Bái đấy. Xung quanh Thầy toàn đầu gấu đấy chứ. Tại sao đầu gấu lại đi theo Thầy Tâm Mẫn leo đéo cả mấy chục cây số thế? Cứ đi để quét đường rồi là bảo vệ cho Thầy. À, thấy không? Cái hiệu ứng trong nhà Phật mình hay không? Những cái thằng đầu gấu ấy là nó chẳng sợ ai đâu ở cái làng ấy, xóm ấy. Nhưng mà nó thấy một cái người mà cung kính với Phật như thầy ấy, leo đéo đi theo bỏ việc nhà, đi theo Thầy dọn đường, đứng ra bảo vệ, mà ai anh làm mà vớ vẩn nó vào, nó xông vào nó tẩn ngay, bảo vệ Thầy. Đấy, chúng ta xem cái clip, video clip của Thầy là thấy rất rõ cái chuyện đấy. Vào, cũng có người là mà bướng quá nó đánh chảy cả máu đầu máu mũi ra đấy. Nhưng mà sao? Xem cái địa ấy Thầy không phải là Thầy phê phán chúng nó, mà cũng không phê phán Thầy Tâm Mẫn. Thầy cũng không xui chúng nó đi làm thế. Tự tâm chúng nó phát tâm ra. Nó thấy Thầy cung kính như thế, thấy Thầy ý chí như thế, nó tự nó đi cảm hóa, nó đi theo. Và nó hộ vệ cho Thầy. Và Thầy tin là trong thời gian đi hộ vệ Thầy thì chắc là nó cũng không đi bài bạc, không đi linh tinh. Nó cũng không đánh nhau nữa, bớt đánh nhau đi. Nó vì cái mục đích nó bảo vệ Thầy thôi. Đấy, cho nên là sau cái cuộc hành hương của Thầy ấy là cũng rất nhiều những anh đầu gấu được chuyển hóa, được cảm hóa. Đấy, thì chúng ta thấy cái hiệu ứng về tâm của nhà Phật mình nó hay không? Nhiều khi mấy anh công an không nói được mấy đứa ấy đâu. Nó không nói được nó, nhưng mà nó lại leo đeo đi theo một cái ông Thầy tu. Và cứ thế đi. Đấy. Tuy nhiên ấy, cái hình ảnh nó xuất hiện cùng với Thầy tu thì có vẻ nó phản cảm với xã hội. Lại bảo Thầy tu và toàn những cái thằng nghịch ngợm, đầu gấu thôi, nhưng không phải. Mình phải thấy cái hay của nó. Đó là Phật Pháp đã cảm hóa được cái đối tượng ấy, các cái em ấy. Nó đến. Chứ Thầy có phải là Thầy cho tiền bạc nó đâu. Bảo ơi, mỗi đứa thuê nó đi theo Thầy đâu. Hay Thầy cho nó ăn, nó nhậu, cho nó uống rượu, ăn thịt gì đâu. Mà nó lại đi. Phải không? Đấy, thế chúng ta đến cái chỗ này này. Cho nên ở đây Phật nói là cái vị này sẽ có hàng trăm nghìn quỷ thần hộ vệ. Nào, hộ vệ mình. Không Thầy, ở đây không nói họ thiện hay ác gì cả, nhưng họ hộ vệ mình. Đấy. Và thường là gì? Không cho những cái việc hung dữ đến tai người đó, lọt đến lỗ tai. Những cái việc ác không lọt đến lỗ tai mình, tức là không nghe đến những cái việc ác. Nghe không? Huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. Đấy. Thế thì chỗ này có đúng là Phật dạy mình cầu an chưa? Các quý Phật tử, mình cầu bình an bằng cái đoạn này này. Cầu bình an đây này, chứ không phải đi làm lễ không đâu, dâng sao giải hạn mà hết đâu, không phải cái chuyện đó đâu. Đây cũng là một cái để cầu an cho mình đấy. Nghe không? Đấy, các Phật tử tu tập như thế này, mình được cái an lạc. Nhưng mà nhớ Thầy là chân thành tu tập thật sự. Nghe không? Ở chỗ này đó. Đó. Đấy. Đấy là cái thứ sáu. Cái thứ bảy sang cái phần này tựa đề là khinh chê mắc tội. Phật dạy: lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy y cung kính, cúng dường ngợi khen, chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà vọng sinh khinh chê là không có công đức, cùng không có sự lợi ích, hoặc nhe răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng nhau chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sinh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thời những kẻ như thế, đến sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngã quỷ,
rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sinh, lại phải trải qua đến 1.000 kiếp nữa mới được sinh làm người. Dầu được làm người nhưng sinh vào hạng bần cùng, hèn hạ, tật nguyền, thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự mình sinh ác kiến mà khinh chê, phá diệt. Thì chúng ta biết, cung kính, tán thán, ngợi khen được bao nhiêu phước lành và công đức thì khinh chê nó sẽ ngược lại. Ai thấy người cung kính Tam Bảo, cung kính cúng dường Tam Bảo, cung kính cúng dường tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát mà sao khởi ác tâm chê bai nào, ôi rồi ôi nhọc nhằn ngồi ở nhà mà xem tivi cho nó sướng thân, làm gì phải đi lên chùa mà lễ bái mấy cái ông tượng gỗ, nghe không, lễ mấy cái ông sư đầu trọc, ý gì thế, làm gì phải thế cho nó khổ ra, nằm nhà cho nó sướng thân, vọng khinh chê thế thôi. Rồi nói là như thế làm gì có công đức gì, mấy pho tượng gỗ làm gì có công đức gì, mấy vị tu hành ấy làm gì có công đức gì, ví dụ thế, mình khinh chê như vậy. Đây nói này, nhe răng ra cười, đấy, thấy người ta lễ bái mình nhe răng ra cười mỉa mai, hoặc là chê trước mặt, hoặc là chê sau lưng, hoặc ngay trước mặt chê người ta, hoặc sau lưng rèm pha chê bai. Mấy cái ông bà này toàn là mê tín, toàn là ngu dốt, thời gian ấy để mà đi chơi, đi đây đó cho nó sướng này, kéo nhau lên chùa mà lễ bái xì sụp cho nó khổ ra. Đấy, chê, phỉ báng chê bai. Thế thì người này bị cái quả báo sao? Phật dạy là người này sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt, 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt, chúng ta thấy khó không? Ví dụ hiện kiếp này Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, mai mốt Đức Phật Di Lặc ra đời, sau 1.000 Đức Phật, tức là 998 Đức Phật nữa tiếp theo, chúng ta thấy từ nay đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời còn bao nhiêu tỷ năm nữa. Đấy, mà phải 1.000 Đức Phật ấy ra đời, nhập diệt hết, ra đời xong lại còn nhập diệt. Có Đức Phật ấy, thọ mạng rất dài. Như Phật Thích Ca mình thọ mạng trong thế gian này có 80 năm. Nhưng Phật Di Lặc sau này thì có thể lâu hơn. Rồi sau đó có những vị Phật, họ thọ mạng hàng ngàn năm. Đấy, chứ không phải ngắn như Đức Phật Thích Ca của mình. Đó, thế mà các ngài nhập diệt hết. Chúng ta thấy lâu lắm, 1.000 Đức Phật thì lâu lắm. Diệt hết ấy, thì cái tội báo khinh chê này của cái người đó vẫn còn và vẫn phải ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng. Qua hết cái hiền kiếp này mới được thọ thân ngã quỷ, hết tội ngã địa ngục, tái sinh lên làm ngã quỷ. Làm ngã quỷ hết 1.000 kiếp thì mới được lại thọ thân súc sinh. Đấy, súc sinh ấy, trong ba đường ác thì súc sinh ấy được xếp cái hạng là vẫn nhẹ hơn ngạo quỷ một chút. Dưới người là súc sinh, dưới súc sinh là ngạo quỷ, dưới ngạo quỷ là địa ngục. Cho nên ấy, súc sinh vẫn còn là tốt hơn ngạo quỷ. Nếu về đường ác, về khổ là vẫn ở trên ngạo quỷ đấy. Ngạo quỷ là rất khổ, đói khát, thiêu đốt, đủ thứ nó dày vò. Đã. Thế thì hết kiếp súc sinh 1.000 kiếp, trải đến 1.000 kiếp nữa mới được sinh làm người. Đấy, chúng ta thấy là 3.000 cái kiếp này đã là lâu lắm rồi. Lâu lắm, tức là không thể nói được nó là bao lâu. Dầu được làm người nhưng phải sinh vào hạng bần cùng, hèn hạ, tật nguyền, sức thiếu. Đấy, sinh làm người thì lại sinh vào hèn hạ, bần cùng. Cho nên mình bảo tại sao xã hội mình, trong tất cả các xã hội, văn minh nhất như là Mỹ ở phương Tây đấy. À, cũng sao? Vẫn có những người hèn hạ, nghèo cùng. Không khắc phục được cái chuyện này. Một cái đất nước bảo là bình đẳng đi,
cũng không thể khắc phục được cái chuyện này. Tại sao thế? Vì đây, chính những cái quả báo này nó khiến nên người ấy phải chịu như thế. Nghe không? Chúng ta muốn làm cho họ bằng như mình cũng không được. Muốn họ bằng mình cũng không được. Ở đây Thầy nói thật đấy, chúng ta thường đi làm từ thiện, thường cho những gia đình nghèo. Trong đó có những gia đình là vĩnh viễn nghèo, không thể thoát nghèo. Đấy, đấy những cái dạng đấy là dạng này này. Bần cùng hạ tiền, khốn khổ không thể chuyển hóa được. Đây là quả báo. Cho nên những người này bị cái định nghiệp quả báo nghèo khổ, hiện kiếp này nghèo khổ và có thể nhiều kiếp sau còn nghèo khổ nữa. Thế thì làm sao xóa bỏ được cái tầng lớp nghèo này? Chỉ có thể dùng Phật Pháp xóa bỏ thôi. Chứ còn nếu mà dùng cái chính sách kinh tế của xã hội để xóa bỏ nghèo, không có. Xóa đói giảm nghèo của mình là khẩu hiệu thế thôi. Chứ làm sao mà diệt được cái nghèo? Muốn diệt được cái nghèo phải diệt được cái tâm bất thiện của con người mới là vĩnh viễn diệt nghèo. Đấy, bao giờ mà được về lên chư thiên cả, hãy sinh về cực lạc cả, không có người nghèo. Còn ở cái thế gian này nhất khoát phải có người nghèo. Tất cả các nước trên thế giới không có đất nước nào không có người nghèo. Có phải giàu sang như Mỹ, như Pháp, như Anh vẫn có người nghèo mà rất nghèo, đói khổ. Thế nên mình biết đấy, chỉ có học Phật mình mới hiểu, à đây là quả báo thôi, có gì đâu. Ông bị cái quả báo nghèo khổ đấy, có cho ông tiền rồi ông cũng vẫn nghèo. Đấy, nhiều gia đình đấy, mình đi từ thiện cho tiền mà rất nhiều cái sự trợ cấp nhưng rồi họ cũng vẫn nghèo thôi. Được nhà nước mở đường mở xá hay là công ty người ta vào người ta mở, người ta trả tiền đất có khi mấy trăm triệu hàng tỷ bạc rồi cũng lại đâu lại vẫn nghèo vào đấy, không khá được. Cái nghiệp nghèo nó theo đuổi nghèo. Thế bây giờ chỉ có diệt cái nghèo này bằng cách dùng Phật Pháp mới diệt được, chuyển hóa người ta. Đấy, dẫn những người ấy biết đi quy Phật, sám hối, phát tâm. Nghèo rồi nhưng phát tâm làm phước đi. Cho nên Thầy vẫn hay khuyến hóa các nhà nghèo. Chúng ta đến từ thiện họ vẫn từ thiện. Sau nhiều khi lại khuyến khích họ thôi, được nhận từ thiện thì phát tâm cúng dường Tam Bảo đi. Từ thiện là mọi người cho là của người ta rồi. Nhưng mà khuyên người ta phát tâm cúng dường đi. Có thể là Thầy đi, Thầy nhận lại cái phần cúng dường một tí để cho người ta có phước. Cho ta đỡ khổ, một lần họ cúng dường họ cũng được phước một tí. Kiếp sau họ đỡ khổ. Đây là chuyện thật đấy. Thế cho nên làm sao mà các tới đây ấy, mấy hội từ thiện của chúng ta, từ thiện Tấm Lòng Vàng, từ thiện Thiện Tâm, đấy, các hội từ thiện đi làm từ thiện sẽ phải kết hợp với giáo lý Phật Pháp mà mới được. Nghe không? Là phải giáo hóa trước, cho họ biết nhân biết quả một chút. Dưới hình thức nào đó mình tùy duyên mình giáo hóa. Nghe không? Tập trung họ lại giáo hóa một chút để cho họ biết. Nghe không? Họ biết à cái nhân quả đấy, bây giờ mình phải tu tâm thôi. Thì đấy mới là cái sự từ thiện đầy đủ lợi ích. Chứ còn chỉ cho họ tiền, cho họ gạo, ăn xong hết họ lại đợi, không có lợi ích gì cả. Mà nhiều khi ấy, từ thiện không khéo lại cho họ thêm cái tâm tham với sân thôi. Họ tham, được một bao gạo chưa đủ, muốn hai ba bao. Thế rồi ăn tham, giành nhau, đánh nhau sân lên, tranh nhau, nên lại sân, lại nghiệp. Cho nên nếu từ thiện mà không có Phật Pháp thì cũng là chưa tròn. Đấy, các Phật tử nhớ hôm nay Thầy nói cho này, nếu đi từ thiện mà không có Phật Pháp, chỉ là đi cho tiền, cho của không, không có lợi ích bao nhiêu. Nhiều khi còn rúi cho họ xuống khổ thêm sau này. Vì họ khởi cái tâm bất thiện, khởi tâm tham, họ khởi tâm sân, khởi tâm đố kỵ, họ bất thiện tâm thế thì họ lại đọa nữa. Đấy, cho nên Thầy đề nghị các đạo tràng, đặc biệt là các hội từ thiện của chùa, sau này đi làm từ thiện đều phải có chương trình giáo hóa. Không cho được băng đĩa, vì cũng có những vùng mình không thể cho họ băng đĩa được, nó không tiện. Nghe không? Còn vì có thể là chính quyền người ta chưa hiểu, người ta nghĩ là mình truyền bá cái văn hóa gì đó. Nhưng mình làm sao tập hợp được họ vào để mình giáo hóa.
dăm câu ba điều cho về nhân quả cho họ biết, để cho họ hiểu được và họ cố gắng họ tu tập chuyển hóa. Thì đấy là mình từ thiện được tròn cái công đức. Thế chỉ cho không tốt đâu. Đấy, có nhiều cái chuyện như vậy đấy. Nhà mình đang nghèo nghèo thì anh em nó hòa thuận với nhau nha. Bố làm về có tiền mà cho đứa này đứa kia mà không đều nhau là đánh nhau. Nó khốn khổ không? Nó do mình đấy. Cho đấy là từ thiện đấy. Mà từ thiện mà không khéo, không dạy cái tâm người ta thì không thiện đâu. Không thành từ thiện. Có phải không? Mà đem cái ác đến cho người ta đấy. Chứ không phải nguy hiểm đâu. Chứ không phải chuyện thôi, chơi đâu. Cho nên, từ giờ trở đi, Thầy đề nghị các hội từ thiện, đi làm từ thiện phải với tinh thần Phật Pháp. Cố gắng lòng cho Thầy được Phật Pháp vào mới có giá trị cho người ta. Ví dụ chùa chúng ta đi xuống cái trại phong hủy ở Hải Dương làm từ thiện, tập trung hết tất cả các cái vị bệnh nhân hủy vào, giáo hóa cho một thời Pháp, sau đó mình tặng quà. Đấy, ở trong đó, ngay trong cái trại hủy họ xây được ngôi chùa tu tập rất là tốt. Thầy tin lắm, những cái vị đấy là sẽ chuyển hóa. Họ tin Phật và họ tu tập chuyển hóa. Wow. Thế còn chúng ta không phải chỉ cho tiền, cho gạo không? Cho không như thế thì chưa được đầy đủ đâu, chưa được tốt. Thế thì cái vị này quả báo như vậy rồi, tái sinh làm người thì vẫn bị bần cùng, hèn hạ, tật nguyền, sức thiếu, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân. Đó, các Phật tử nghe Phật dạy này, hay bị nghiệp ác ràng buộc vào thân. Có nhiều người đúng là khổ lắm. Thầy đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Cái khổ nó liên miên, vừa tai nạn này xảy ra lại tai ương kia đến. Nỗi khổ này vừa đến, nỗi khổ khác lại ập đến, không dứt được. Mà đến là Thầy nghe kể là Thầy cũng thấy xót xa, biết rằng nghiệp chướng của người này rất nặng. Đấy là ràng buộc đấy. Nghiệp ác ràng buộc vào thân, liên miên không dứt. Có những người thì cuộc đời người ta rất là an lành, trơn tru an lành, người ta có phước lành. Còn mình thì khổ, vô cùng khổ. Khổ bo, khổ biếu, khổ đủ thứ chuyện. Khổ thật, có những hoàn cảnh như thế. Đấy, thì đại chúng, mình nhìn ra các huynh đệ mình, nhìn ra xã hội, mình thấy những trường hợp như thế, mình biết ngay đây là nhân quả. Thấy như thế để tự cảnh tỉnh mình phải tiến tu thôi. Không có cách nào khác. Tiến tu và mình hướng dẫn cho họ tiến tu. Đấy, mình hướng dẫn cho họ tiến tu thì mới giúp họ được. Chứ còn đến an ủi động viên không là tốt rồi, cho một tí quà là tốt rồi, nhưng không cho họ được ánh sáng Phật Pháp thì họ không biết nương vào đâu. Chính vì vậy cho nên Phật mới dạy cúng dường Pháp, bố thí Pháp là bố thí tối thượng, là như vậy đấy. Vì Pháp, giáo Pháp của Phật mới giúp cho chúng sinh thật sự là rất khổ. Nếu không có giáo Pháp thì còn khổ dài dài. Và Phật nói đấy, cái kẻ mà chỉ khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự mình sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt Phật Pháp. Nếu tự mình khinh chê người khác, thế còn nếu tự mình mất chính kiến, mình khinh chê và mình tìm cách phá diệt Phật Pháp thì quả báo chắc là rất nặng, hơn thế nhiều lần. Đấy. Cho nên biết bao nhiêu người Phật giáo đến với Việt Nam mình hơn 2.000 năm lịch sử, biết bao nhiêu câu chuyện từ ngàn xưa các cụ lưu truyền lại, những người phá hủy Phật Pháp, quả báo nặng nề thế nào, quả báo hiện đời luôn. Nghe không? Thì đấy cũng là cái gương để cho chúng ta soi, để chúng ta cảnh tỉnh tu hành. Khinh chê Phật Pháp, hủy diệt Phật Pháp. Nghe không? Chúng ta nhìn vào đó để chúng ta cảnh tỉnh mình. À, nguyện vĩnh viễn đời đời không xa lìa Phật Pháp, nguyện cung kính xây dựng Phật Pháp. Ở đâu cũng thế, nguyện cho con ở đâu, tái sinh ở đâu, chưa được vãng sinh cõi Phật, chưa được sinh lên trời, mà nếu có tái sinh làm người ở cõi nào, con cũng nguyện con được gần gũi và ủng hộ Phật Pháp, chính Pháp, tu hành. Phải nguyện như thế mới được. Đó. Chân thành nguyện như vậy.
thì mình không có bị xa lạc vào những cái chỗ tà kiến. Cái điều thứ tám Phật dạy là tiêu trừ tội chướng. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Đấy, cái hiện tượng này có không đại chúng? Nhiều. Đấy, tức là người ta gọi ốm, liệt giường, liệt chiếu, muốn sống thì cũng không ra sống, mà muốn chết thì cũng không chết cho ngay. Cái hiện tượng này chúng ta nhiều. Thì đây là Phật nói là đúng cái bệnh của chúng ta rồi. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm bị bóng đè, hoặc cùng với quỷ thần cùng đi với nhau. Đấy, đại chúng trong chúng mà ai thấy những hiện tượng này, cái chuyện ốm đau làm liệt giường liệt chiếu thì chúng ta thấy nhiều rồi. Còn bây giờ nếu mà mình làm sao? Đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ này, thấy những người thân thích trong nhà đã chết ấy, người ta hiện về, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, đi trên con đường, cái con đường rất là sợ, chênh vênh bên bờ vực thẳm chẳng hạn, hoặc là bị bóng đè, hoặc cùng với quỷ thần đi với nhau. Mình đấy, mình đi với con quỷ, đi với con ma, cùng đi với nhau. Trải qua nhiều năm, nhiều tháng, đến nỗi thành ra bệnh lao, bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đấy, cái người này trong giấc ngủ không yên, kêu la, thất thanh, sầu khổ. Thì đây đều bị do nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng. Tức là gì? Cái người bệnh này này là do sao? Cho cái nghiệp, nó hai cái nghiệp thiện ác nó đang giằng co với nhau. Nó chưa quyết định là mình nặng hay nhẹ. Tại sao lại chưa quyết định nặng hay nhẹ? Đúng như chúng ta có cái cân, mà cái cân bằng cân đĩa, hai đĩa này này. Mình thả cái quả cân này lên, mình thả cái lon gạo này vào, nó còn đong đưa, nó đong đưa, nó chưa định hình. Đấy là chưa luận. Ở đây là cái nghiệp này nó chưa định hình, chưa phán định là nặng hay nhẹ, nghiêng về bên nào. Nghe không? Đấy, cái quả cân của mình, cái cân đĩa hai bên ấy, này, mình đặt nó còn nhúng nhảy thế này. Nó chưa phân định. Thì cái nghiệp của mình thế. Trong cái sự tạo tác nghiệp của chúng ta thì có thiện nghiệp, ác nghiệp và nghiệp trung tính. Nghiệp trung tính thầy không nói, nhưng mà chủ yếu là hai cái anh ác và thiện nghiệp này nó chi phối chúng ta rất nhiều. Nghe không? Mà đa phần chúng ta là nghiêng về phía ác nghiệp, thuận theo phía ác nghiệp nhiều. Làm việc ác thì dễ, sống theo cái xấu thì dễ, sống tốt là khó. Đấy. Thế nhưng cũng có những lúc mình được Phật Pháp giáo hóa, mình làm những việc rất thiện mà cực thiện, thì nó tạo lên được cái công đức lớn. Cho nên là nhiều, nó còn phải đối chiếu, hai bên nó còn cân đối với nhau. Theo kế toán gọi là cân đối sổ sách đấy, nó còn cân đối bên nào nhiều, bên nào ít. Thế vì cái nghiệp này chưa quyết định là nặng hay nhẹ, khinh là nhẹ mà trọng là nặng, cho nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Đấy, cái người bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, nghe không? Khó chết khó lành là vì vậy đó, vì nghiệp nó chưa quyết định, lúc này nó đang còn giằng co, ác thiện giằng co với nhau. Mắt của kẻ nam người nữ không thể hiểu rõ được việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến. Mình là người thân, là con, là cháu của người bệnh đó, mình không biết được cái chuyện này là do làm sao, mình có nhìn thấy được nghiệp đâu. Cho nên ấy, mình tốt nhất là đối trước tượng Phật Bồ Tát, tụng đọc to kinh này một biến. Hoặc lấy những cái món vật riêng tư của người bệnh thường ưa tiếc. Người bệnh người ta thường ưa thích cái gì, lúc người ta khỏe đấy, người ta thích cái gì, người ta tiếc quý cái gì, mình lấy cái đó. Như là y phục này, những đồ quý báu, ví dụ như là vàng, vòng, xuyến, ví dụ thế, ngọc, đấy, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Đấy, Phật nói đấy, lấy kể cả nhà cửa, ruộng vườn, xây được cái nhà đẹp quá, xong rồi làm ra liệt giường, liệt chiếu luôn,
Anh đã tiếc cái nhà lắm chứ. Mà nó chết thì chắc chắn làm ngã quỷ thì canh cái nhà đấy thôi. Nghe không? Đấy. Thế thì sao? Lấy những cái thứ đó, đương nhiên nhà cửa ruộng vườn thì mình không lấy được, mà mình phải nói bằng lời thôi. Nghe không? Đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó. Ví dụ thế, nói là bố đối trước gì? Đối trước cha mình, mẹ mình, bảo con tên là Trần Văn A, là con trai cả của bố đây, hay là cháu đích tôn của ông đây, nghe không? Nay vì bố, vì ông, là đối trước kinh tượng, đem những của vật này để cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. Của thường trụ tức là cúng vào chùa, cũng tam bảo. Nói cho bố, cho mẹ, cho ông bà mình biết như vậy. Con tên là này, nay con đem những cái này nhé, bố mẹ ốm nặng rồi đấy, không làm gì được đâu, những cái thứ của này không dùng được đâu, con đem, con thay bố, thay mẹ, con đem này con cúng vào, tam bảo nhé. Sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết, cố gắng làm sao cho họ nghe biết được nha. Cho nên chỗ này chúng ta phải tính là khi mà người bệnh còn tỉnh táo, tương đối tỉnh táo, chứ họ hoàn toàn hôn mê thì chịu rồi. Đó, mình sướng cho họ nghe 3 lần như vậy để cho họ nghe được. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Ở đây Phật nói cho đến 7 ngày. Cái này có khi cái người ấy, người ta chưa chết hẳn nhưng thần thức nó đã phân tán rồi, nghe không? Thần thức nó phân tán, còn cái A lại ra thức nó chưa ra hết thôi, nhưng mà những cái phần phách vía của họ đã phân tán rồi đấy nhé. Cho nước lúc ấy mình gọi là sống là hoàn toàn thực vật đấy. Thế thì nếu họ tỉnh biết được là tốt nhất, còn nếu không ấy, thì thôi mình cố gắng từ 1 ngày cho đến kể cả 7 ngày cứ lớn tiếng mà sướng như vậy, và cứ tụng kinh Địa Tạng này. Đấy, các Phật tử nhớ nghe trong cái phẩm này, phẩm thứ 6 này, nhớ cho rõ. Bố mình, mẹ mình ốm lâu quá, mãi rồi, không mất. Làm thối thịt ra rồi, không mất. Phải làm cái phép này nhé. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu cho từ trước có tội vạ nặng, đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sinh vào đâu cũng thường nhớ biết được việc đời trước. Đấy thì trong kinh nói, nếu cái người này tội nặng, đấy, phải đem những cái đồ như thế đó, kể cả nhà cửa ruộng vườn cơ mà. Đó, không tiếc nữa, để cho họ không bám víu nữa, xả cho họ, mình thay họ xả đi. Đó. Và để cho họ biết, thì nhờ cái phước này á, thì họ được tiêu những cái tội nặng, kể cả tội vô gián. Và sinh vào đâu á, thì thường nhớ được kiếp trước, đời trước của họ. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cũng có nhiều cháu nó sinh ra, nó nhớ cái tiền kiếp của nó. Cũng có thể là những cái trường hợp được làm như thế này. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào lại tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó khi thọ quả báo chắc chắn đặng nhiều lợi ích lớn. Nghe không? Đây là vì người thân của mình đang bị nghiệp báo, mà mình làm cho họ được cái thiện pháp này, họ cũng còn được tiêu tội, tiêu nghiệp, họ được tái sinh vào những chỗ tốt và nhớ được tiền kiếp. Huống hồ là chính mình tự mình cung kính tam bảo, tự mình hộ trì chánh pháp, tự mình tu tập, tự mình tô vẽ hình tượng Phật, tự mình cúng dường, thì người này chắc chắn Phật dạy là được nhiều lợi ích lớn. Đó. Ngay khi mình còn đang khỏe mạnh, đang sống này, cho nên các Phật tử phải thấy là mình đang có một cái cơ hội rất tốt, đang được sử dụng cái thân này nó còn khỏe để mà tu tập các thiện pháp. Đừng bỏ uổng phí cái thân này. Phải bắt cái thân này ngày ngày giờ giờ, mà Thầy nói là hàng phút nữa làm ra những cái công đức phước lành. Nghe? Đừng để uổng phí nó, đừng để nó chơi rông. Để cái thân này chơi rông là bùa phí đấy. Mình được cái tài sản vô giá quý như thế này mà lại bỏ không đấy. Uổng không? Không ai bây giờ mua xe máy về để treo lên sàn nhà để ngắm đâu, để gác nhà, gác bếp để ngắm đâu. Phải cho nó đi làm, cho nó ra tiền ra của, cái thân này phải làm ra tiền công đức, của công đức.
đừng để nó chơi, uổng phí. Đấy. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này, thì ông cần phải dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chớ đừng thối thất. Thời có thể được 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. À, cái người Phật nói với Ngài Phổ Quảng Bồ Tát, ông mà thấy ai tụng đọc kinh này, tu tập kinh này, thì ông phải cung kính nha, và dùng nhiều phương pháp để khuyến hóa người đó, phát lòng chăm chỉ tu tập đừng thối thất nha, và người đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Phải nói cái bộ kinh Địa Tạng này là hệ thuộc kinh điển Đại Thừa, giúp rất nhiều người chuyển hóa. Đấy, khi mà Thầy tu tập ấy, Thầy gặp được bộ kinh Địa Tạng này, Thầy vô cùng cung kính. Và từ bộ kinh Địa Tạng này mà phát nguyện tô tạc một pho tượng Địa Tạng. Lúc ấy rất là nghèo, lúc cái thầy giáo viên nghèo lắm, làm gì có tiền nhiều đâu. Dành dụm, từng tí một, bớt ăn, bớt tiêu đi, tạc pho tượng, thép vàng hẳn hoi. Đấy, không đủ tiền đi khuyến hóa người khác cùng làm. Đấy, cung kính lắm, đấy, cung kính lắm. Đấy, tất cả mọi người tận dụng cái thời gian của mình để làm các việc phước thiện này. Đừng bao giờ thối chuyển. Nha. À, những bộ kinh như thế này vô cùng là quý. Ngài Tuyên Hóa Pháp Sư, Ngài gặp bộ kinh Địa Tạng, Ngài cũng thế, là phát nguyện luôn, chi tụng và lễ bái kinh Địa Tạng thường xuyên. Đó. Đây như vậy đó. Nó rất là hay. Cái bộ kinh này phải nói là nó kích phát cái tâm Bồ Đề của mình rất là nhiều. À, cho nên các Phật tử nhà phải học kỹ, sau khi Thầy giảng bộ này rồi về học cho kỹ cái kinh này, tụng đọc kỹ nha, để cho nó thấm nhuần đi. Hay lắm. Cái bộ kinh này nó chuyển hóa được rất nhiều, cho mình thêm cái năng lượng rất là lớn trong việc tu tập, có lòng tin kiên định đối với Phật Pháp. Cho nên Thầy mong các Phật tử cố gắng nhé, nhà nhà thỉnh kinh Địa Tạng, ai chưa có lên chùa Thầy cho thỉnh. Thỉnh nhé, chứ không phải bán đâu, do mình dành miễn phí. Thì Thầy khuyến hóa được vô số người ấn tống kinh điển Địa Tạng. Chùa mình nó có đến hàng chục nghìn quyển kinh Địa Tạng, chứ không ít. Đó. Cho nên các Phật tử lên thỉnh thoải mái, các đạo tràng lên thỉnh, đủ cho mỗi người, mỗi nhà một bộ để tụng niệm lễ bái cho Thầy. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đến đây. À, là cũng hết cái thời lượng của buổi giảng.